bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 41. Hàn Phong cõng tiểu hồ ly, chân đạp ngự phong linh kiếm ngự kiếm phi hành, bay cũng không tính nhanh, cũng không cao lắm, bởi vì hắn cần phải thật tốt tìm kiếm Vương Miện. Lúc này ngụy trang một phen, bí cảnh bên trong cũng không có trúc cơ tu vi đệ tử, không ai có thể phát hiện hắn hình dạng. Hắn bay thật xa, nhưng mảnh này bí cảnh thật sự là quá lớn, Hàn Phong chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Vương Miện cũng không có truyền âm ngọc giản, Hàn Phong căn bản không biết đi nơi nào tìm hắn. Ngay tại Hàn Phong tìm kiếm thời điểm, cách đó không xa có hai người đệ tử đang cùng một đầu hư huyễn linh thú đọ sức lấy. Bọn hắn hai người hợp lực, đem đầu kia linh thú cho giết chết, linh thú rơi xuống một khối tiên linh tinh. Hàn Phong sau lưng tiểu hồ ly lập tức liền ngửi được tiên linh tinh vị đạo, vèo một cái tử, theo Hàn Phong sau lưng nhảy ra ngoài, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đi tới cái kia hai người đệ tử trước mặt, đem tiên linh tinh cho cướp được trong tay. Ở đâu ra linh thú, dám tại ta trước mặt dương oai. Cái kia hai người đệ tử giận tím mặt, lập tức nhấc trưởng liền hướng về tiểu hồ ly đánh ra. Tiểu hồ ly, ngươi làm gì? Hàn Phong khẩn trương, lập tức hướng phía dưới phóng đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại cái kia hai người đệ tử công kích đến tiểu hồ ly trên thân trước, ôm lấy tiểu hồ ly, dùng chính mình thân thể đỡ được cái kia hai đạo công kích. Cái kia hai người đệ tử thấy thế, cười lạnh nói, hừ, nguyên lai là có chủ đó à, dám cướp ta Phương Ngọc tiên linh tinh, vậy ngươi xem như đá. Hàn Phong quay đầu, một kiếm bổ ra ngoài, một đạo kiếm mang phong nhận xuất hiện, bổ tới cái kia hai người đệ tử trên thân. Cái kia hai người đệ tử lập tức ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì, một đạo kiếm mang bổ trên người bọn hắn. Hai người trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài thật xa, ngã ầm ầm trên mặt đất, nửa ngày dậy không nổi. Đá cái gì? Đá cây bông vải sao? Ta linh thú, còn vòng không đến các ngươi để giáo huấn. Hàn Phong lạnh hừ một tiếng, ôm lấy tiểu hồ ly, thi triển tốc độ nhanh nhất, siêu đến một chút liền bay mất. Hắn thẳng sủng tiểu hồ ly, không cho phép người khác khi dễ nó, nhưng không đại biểu nó liền có thể một mực dung túng tiểu hồ ly. Đi vào khu vực không người về sau, Hàn Phong một thanh nắm chặt lên tiểu hồ ly thấy thế kinh hãi, còn tưởng rằng Hàn Phong muốn cướp nó tiên linh tinh, lập tức đem tiên linh tinh nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn, cót ca cót két nhai ăn. Ngươi cái tên này, đến cùng muốn làm gì? Ta mới nói chúng ta muốn đi cứu Vương Miện, ngươi làm gì còn muốn đi tìm phiền toái, đi trêu chọc người khác đoạt tiên linh tinh, ngươi còn ngại địch nhân của chúng ta không đủ nhiều sao? Hàn Phong dữ dằn nhìn lấy tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ủy khuất cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi nha, ta lần thứ nhất gặp phải có thể làm cho ta tăng cường đồ vật, thật sự là nhịn không được nha. Cái này tiên linh tinh, ta ăn về sau, tuy nói vẫn là không có một điểm tu vi chiến đấu lực, nhưng là có thể gia tăng tốc độ, gia tăng năng lực nhận biết, gia tăng nhục thân cường độ có thể để cho ta chạy càng nhanh, sớm hơn phát hiện nguy hiểm, càng có thể bị đánh. Đây đều là bảo mệnh năng lực, dù sao các ngươi thế giới nhân loại quá nguy hiểm, ta thật sự là bị đánh sợ. Ngươi đừng nóng giận có được hay không, ta không đi cướp, ta cũng không tiếp tục cho ngươi thêm phiền toái. Nhìn lấy tiểu hồ ly cái kia tội nghiệp lã chã trực khóc dáng vẻ, Hàn Phong tâm lý lập tức biến mềm nhũn, lửa giận cũng tan thành mây khói. Nó yếu đuối như vậy đáng thương, một mực bị nhân loại đuổi bắt, muốn đưa nó thu phục hoặc là giết chết, nó trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, đối với nhân loại hoảng sợ đã sớm khắc đến tận xương tủy. Ăn linh thạch cũng chỉ có thể duy trì sống sót mà thôi, bây giờ thật vất vả gặp có thể làm cho nó biến mạnh hơn một chút, càng tốt hơn đồ vật bảo mệnh, nó khẳng định muốn một số à. Chính mình thật không phải là người à, vậy mà như thế hung nó. Hàn Phong thở dài, nói ra, được rồi, dù sao cũng không có chỗ cần đến, dù sao đều là muốn một đường tìm, không bằng thì một bên tìm tiên linh tinh, một bên tìm Vương Miện đi, tìm tới Vương Miện về sau, chúng ta thì tranh thủ thời gian cầu nguyện sau đó ra ngoài. Dọc theo con đường này, ngươi dùng nhiều cảm giác của ngươi lực đi phát hiện tiên linh tinh, gặp phải sau thì nhặt, nhặt không đến thì đoạt những đệ tử kia. Thật có thể chứ? Ngươi không sợ những đệ tử kia truy sát ngươi sao? Tiểu hồ ly ngẩng khuôn mặt nhỏ, hai con mắt to lệ uông uông, thanh tú động lòng người nói ra. Hàn Phong vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, nói ra, chỉ cần ngươi ưa thích, vậy liền đoạt bọn hắn, sợ cái gì, lại nói, đánh không lại còn không chạy nổi. Lấy ta tốc độ, ai có thể đuổi theo kịp. Ta thế nhưng là phong thuộc tính thiên linh căn, luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong thực lực đâu, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh, còn có so ta tốc độ càng nhanh người sao. Tốt, đi, đoạt bọn hắn nha. Tiểu hồ ly tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, nhảy tới Hàn Phong trên bờ vai, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn lấy tiểu hồ ly cái kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Hàn Phong tổng cảm giác chính mình bị lừa rồi, vừa mới ra hỏa này là tại giả bộ đáng thương đúng không hả? Ngươi cho ta trở lại trong bao quần áo đi, giẫm tại bả vai ta phía trên, ngươi còn không có xuất hiện nhân ra sẽ biết ta là ai. Biết rồi. Tiểu Hồ Ly lại tiến vào Hàn Phong trong bao quần áo. Bí cảnh bên ngoài, quảng trường phía trên. Các đệ tử một mảnh xôn xao. Bọn hắn vừa mới tận mắt thấy, cái kia con Hồ Ly tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, đoạt Phương Ngọc Tiên Linh Tinh, lại nhìn đến Hàn Phong một kiếm đánh bại hai người kia. Chờ một chút, ta nhìn thấy cái gì? Đây không phải là Phương Ngọc sao? Đó là chúng ta Triều Hà Phong Phương Ngọc Sư Huynh à? Phương Ngọc Sư Huynh thế nhưng là chúng ta Triều Hà Phong một cái duy nhất thiên linh căn luyện khí kỳ đệ tử. Luyện khí kỳ 8 tầng thực lực à, chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, nhiều thiếu nữ đệ tử trong suy nghĩ nam thần. Cứ như vậy bị hắn một kiếm cho đánh bại. Luyện khí kỳ 8 tầng à, bên cạnh hắn cái kia là Lưu Sư Đệ, cũng là luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, hai người chung vào một chỗ ngăn không được Hàn Phong một kiếm. Cái này Hàn Phong quá lợi hại, trước đó ai nói hắn là một phế nhân, còn nói hắn không thể tu luyện. Hắn mụ, nếu là hắn phế nhân, vậy chúng ta tất cả đều là trong phế vật, hai chữ này còn đâu Hàn Phong trên thân, chúng ta cũng không ngại e lệ sao? Chờ một chút, mau nhìn, tốc độ của hắn, trong chớp mắt liền không còn hình bóng, đây là cái gì tốc độ? Cái này đặc biệt là luyện khí kỳ có thể bạo phát đi ra tốc độ. Tiểu tử này sẽ không phải là trúc cơ à? Tốc độ này quá nhanh, nói nhỏ chút, hắn đang cùng chính mình linh thú nói chuyện, nghe một chút hắn đang nói cái gì. Bá khí, thật đặc yêu bá khí, tốt một câu chỉ cần ngươi ưa thích, ta liền đi đoạt bọn hắn, xem hơn ngàn đệ tử vì không có gì à. Yêu, đây là cái gì dạng sủng ái à, chỉ là sủng thú một câu ưa thích, hắn thì cam nguyện cùng toàn bộ bí cảnh các đệ tử là địch. Vậy nếu là chính mình đạo lữ, vậy còn không được sủng ái đến bầu trời à. Trước kia ta hâm mộ tiểu tử này, có thể tìm tới Khương Sư Tỷ dạng này tốt đạo lữ, hiện tại ta hâm mộ Khương Sư Tỷ, có thể tìm tới bá đạo như vậy lại thân mật nam nhân à. Dập đầu, cái này một đôi ta dập đầu. Ngạch, ngươi là đập Hàn Phong cùng Khương Tô Nhu, vẫn là đập Hàn Phong cùng Tiểu Hồ Ly à. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, thế mà, ngay tại Hàn Phong nói xong câu nói sau cùng về sau, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Nếu như nói, vừa mới bọn hắn vẫn chỉ là kinh ngạc, ăn dưa, bát quái, như vậy hiện tại, bọn hắn thì là thật chấn kinh, rung động đến tột đỉnh. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 42. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, một người đệ tử bật thốt lên. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Hắn là thiên linh căn, vẫn là hiếm thấy biến dị phong linh căn, vẫn là luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong. Trên đời thật có như thế kinh tài tuyệt diễm người. Phong linh căn à, chúng ta cả cái tông môn cũng không có mấy cái đi, phong thuộc tính thiên linh căn càng là một cái cũng không có. Quan trọng hắn là luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong à, toàn bộ bí cảnh bên trong tối cường, hắn mới 18 tuổi à. Làm sao có thể, hắn một cái tạp dịch đệ tử, có hay không tài nguyên tu luyện, liền linh thạch đều không lãnh được, hắn đơn dựa vào chính mình thổ nạp linh khí, 5 năm tu luyện đến luyện khí đỉnh phong. Cái này là bực nào thiên kiêu. Diệp Long Uyên cái này phế vật, lại còn có mặt chế giễu Hàn Phong là phế nhân, chế giễu Hàn Phong uất ức. Hắn cũng bất quá là vừa vặn đột phá luyện khí kỳ 9 tầng à. Trong nhà hắn bao nhiêu tài nguyên cho hắn, nhân ra Hàn Phong có thể chỉ là tên tạp dịch. Diệp Long Uyên lần này muốn nắm quả hồng mềm, xem như đá trúng thiết bản rồi. Thật chờ mong Diệp Long Uyên cùng Hàn Phong đánh lên à, ta muốn xem bọn hắn ai mạnh hơn. Chúng đệ tử chấn kinh sau khi, nguyên một đám nhìn có chút hả hê lên. Âm Dương Tông trưởng môn thấy cảnh này về sau, lập tức đối một bên Lạc Hà Phong trưởng tọa nói ra. Tư Ngọc, ngươi cái này trưởng tọa là làm kiểu gì? Phong thuộc tính thiên linh căn, cái này là bực nào hạt giống tốt, ngàn năm khó gặp một lần à. Làm sao tại ngươi nơi đó, cũng chỉ có thể làm một cái tạp dịch đệ tử. Tốt như vậy đệ tử, ngươi làm sao lại không có phát hiện, liền mặc cho hắn mai một sao? Lạc Hà Phong trưởng tọa là cả người tư thế yểu điệu mỹ nhân nhi, một bộ váy lụa mặc lên người, gió thổi qua, hiển thị rõ thành thục vũ mị đường cong. Nhưng không ai thấy qua bộ dáng của nàng, bởi vì trên mặt của nàng vĩnh viễn treo màu trắng mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi cặp mắt đào hoa, vạch hồn phách người. Có người suy đoán là Tư Ngọc trưởng tọa vóc người đẹp, ánh mắt cũng đẹp mắt, nhưng là khuôn mặt cái mũi miệng không dễ nhìn, cho nên muốn cố ý che chắn, che giấu tỉ vết. Cũng có người nói, Tư Ngọc trưởng tọa dung mạo quá mức hoàn mỹ không một tỉ vết, người theo đuổi quá nhiều, phiền phức vô cùng, cho nên che cản khuôn mặt. Đáng nhắc tới chính là, Tư Ngọc trưởng tọa là nửa đường thêm vào Âm Dương Tông, đến thời điểm cũng là nguyên anh kỳ cường giả, cho nên nàng cũng không có tại 18 tuổi thời điểm bị cưỡng chế lựa chọn đạo lữ. Nghe trưởng môn mà nói về sau, Tư Ngọc trưởng tọa khẽ vuốt cằm, nói ra, trưởng môn, Hàn Phong người này, ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hắn cũng vẫn luôn là cái tạp dịch đệ tử. Nấp rất kỹ, không có ai biết hắn tu vi cùng tư chất, cho nên bản tọa cũng không biết. Ta Lạc Hà Phong mấy vạn đệ tử, bản tọa không có khả năng đi tự mình kiểm tra mỗi người. Thất trách cũng là thất trách, tốt như vậy một khối ngọc thô, kém chút thì mai một à. Trưởng môn than thở. Nghe vậy, Tư Ngọc trưởng tọa đôi mắt đẹp chừng một cái, quát nói, là vàng cũng sẽ phát sáng, hiện tại hắn vẫn chỉ là luyện khí kỳ, bồi dưỡng cũng không muộn. Ngươi cái này lão đăng, lại lải nhải vô lại, đừng trách bản tọa quất ngươi. Trưởng môn sắc mặt lúng túng một chút, vội vàng nhỏ giọng nói ra, hảo, không nói ngươi, nhiều người như vậy đâu, một điểm không cho ta cái này trưởng môn lưu mặt mũi, ngươi nhìn ngươi. Lần này tế tổ đại điển sau khi kết thúc, ngươi thu hắn làm đệ tử đi, dù sao cũng là ngươi Lạc Hà Phong hạt giống tốt. Ngươi có muốn hay không, ngươi nhìn cái khác ngọn núi trưởng tọa, nguyên một đám đều thèm nhỏ nước dãi đâu, cẩn thận bị người khác cướp đi. Để bọn hắn đoạt một cái thử một chút, là ta ai cũng đoạt không đi, chờ hắn sau khi ra ngoài, bản tọa sẽ đích thân vì hắn kiểm tra tư chất. Nếu quả như thật là phong thuộc tính thiên linh căn, bản tọa tự nhiên sẽ thu hắn làm ngoại môn đệ tử, chờ hắn bằng vào bản lãnh của mình trúc cơ về sau, lại thu hắn vì thân truyền đệ tử. Còn có, chúng ta Lạc Hà Phong sự tình, vòng không đến các ngươi đến quan tâm. Tư Ngọc một phen bẽ nghễ ngạo khí 10 phần, lại không có gây nên cái khác trưởng tọa bất mãn. Bởi vì này nương môn thực lực là thật cường à, đánh không lại. Diệp ra khu vực bên trong, Diệp Long Uyên cha hắn, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Bị lừa rồi à, tiểu tử này là muốn giả heo ăn thịt hổ à, hắn là muốn hố Uyên Nhi một chút. Cái này Hàn Phong, cái này phế vật tạp dịch, lại có thực lực như vậy cùng tư chất. Hắn lần này vừa lộ đầu, xem như tại cả cái tông môn sở hữu trong mắt cường giả lộ mặt, tông môn khẳng định sẽ đại lực bồi dưỡng hắn. Về sau lại đối phó hắn, nhưng là khó khăn. Một bên Mỹ phụ nhân lo lắng nói, ngươi còn có tâm tình quản về sau đâu, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thông báo Uyên Nhi à, tiểu tử này rất mạnh, Uyên Nhi cũng không thể bị thua thiệt. Diệp Long Uyên phụ thân bất đắc dĩ nói, ngươi tại thả cái gì cái rắm, đây là tế tổ đại điển, trưởng môn trưởng tọa tất cả đều tại, mà lại là khác biệt hai cái không gian, làm sao truyền âm. Lúc này thời điểm người nào còn không thể nào vào được. Lại nói, ta còn cho Uyên Nhi rất nhiều hộ thân pháp bảo, cái kia là có thể ngăn cản trúc cơ cường giả một lần toàn lực công kích pháp bảo. Để một cái luyện khí kỳ đi công kích, hắn đến đánh bao nhiêu phía dưới mới có thể đánh vỡ. Trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ còn không đủ Uyên Nhi phản sát hắn một cái tiểu tử nghèo sao? Về sau chúng ta cũng không cần lo lắng, tiểu tử này tuy nhiên tư chất tốt, nhưng thiên kiêu chết yểu án lệ cũng không phải số ít. Thiên kiêu chỉ là thiên kiêu, tại còn chưa trưởng thành vì cường giả trước đó, đều chỉ có thể coi là người yếu. Khương gia khu vực bên trong. Khương gia người nhìn đến Hàn Phong có tư chất như thế thời điểm, nguyên một đám tất cả đều tinh thần đại chấn, cẩn thận nhìn lấy Hàn Phong. Khương Tô Nhu phụ thân nhìn lấy cái kia hình chiếu, răng giặc nói ra, nhìn lầm à, luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, phong thuộc tính, thiên linh căn, 18 tuổi, mấy cái này từ tổ hợp đến cùng một chỗ, tại cả cái tông môn bên trong, đó cũng là phượng mao lân giác à. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, hắn sớm đã biết tư chất của mình. Ai cũng cảm thấy tiểu tử này là một phế nhân, đối với hắn đủ kiểu trào phúng, tùy ý làm nhục. Nhưng hắn như xưa nay không phản bác, không tranh biện, không tranh với người dũng đấu hung ác, tuổi trẻ lại bất khí thịnh, người mang tuyệt kỹ nhưng lại cam nguyện ẩn vào khói bụi bên trong. Hắn nếu là chọc cái gì phía ngoài đại cừu ra, còn có thể hiểu được, nhưng hắn thân thế trong sạch, vẫn luôn tại trong tông môn. Cho nên, tuổi quá trẻ hắn, có thể có phần này tính cách, thật sự là đáng quý hả. Bất phi tác dĩ, nhất phi trùng thiên. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn lựa chọn tại tế tổ đại điển cái này vạn chúng chú mục trường hợp dưới, phát triển hiện tư chất của mình tài năng, là muốn gây nên càng nhiều chú ý à. Một bên Khương Hoài Dương sạm mặt lại nói, cha, ta vẫn cảm thấy, nếu không phải là bởi vì Diệp gia, tiểu tử này à, khẳng định còn tiếp tục ẩn tàng đâu, hắn đều ẩn tàng đã nhiều năm như vậy, vì cái gì còn muốn bày ra thực lực đâu. Còn không phải là bởi vì bằng hữu của hắn gặp nạn rồi, còn không phải là bởi vì không muốn liên lụy Khương gia. Hắn ẩn tàng nhiều năm như vậy, vì bằng hữu, vì nghĩa khí, nhất chiều phá công, dạng này người, ta xem trọng hắn, ta nguyện ý cùng hắn làm huynh đệ. Còn tốt, hắn là ta muội phu, ta có thể làm hắn ca, ha. Khương Tô Nhu phụ thân cười nói, ngươi cái này hài tử, cũng trách ta, đối cái này con rể không có nhìn tới một lần, nếu là tự mình gặp một lần hắn, tất nhiên có thể phát hiện hắn thực lực cùng tư chất à. Hắn xứng với Nhu Nhi, Nhu Nhi không thiệt thòi. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 43, Hàn Phong cũng không biết ngoại giới đã bởi vì hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn vẫn cho là, cái kia hình chiếu, chỉ có thể phát ra hình ảnh mà không phải truyền vào thanh âm đây. Ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này cao cấp như vậy, có thể đem bên trong mấy ngàn người nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động toàn bộ đều tiếp sóng ra ngoài à? Cho nên hắn đang cùng Tiểu Hồ Ly lúc nói chuyện, theo bản năng cho rằng nơi này thì hai người bọn hắn, bên ngoài người căn bản nghe không được. Chỉ có thể nói, nghèo khó cùng nhỏ yếu hạn chế Hàn Phong kiến thức, còn có nằm ngửa. Hắn phàm là nhiều đi vòng một chút, đi tìm hiểu một số liên quan tới tế tổ đại điển sự tình, cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Lúc này Hàn Phong, cõng Tiểu Hồ Ly, chính chẳng có mục đích du đãng tại bí cảnh bên trong, tìm kiếm lấy Vương Miện hạ lạc. Có tiên linh tinh. Tiểu Hồ Ly hét lớn một tiếng, sư đến lập tức nhảy đi xuống, lập tức từ dưới đất nhặt lên một khối tiên linh tinh, ôm trong tay gặm. Thế mà, nó ăn chính hương thời điểm, đột nhiên ôm lấy nửa khối tiên linh tinh, hướng về Hàn Phong chạy tới, một bên chạy còn vừa kêu, có ác ý, có ác ý. Nó vừa dứt lời, dưới lòng đất liền đột nhiên nhảy ra một con bọ cạp bộ dáng hư huyễn linh thú. Cái kia bọ cạp so với người còn lớn hơn, dương nanh múa vuốt lấy, hướng về Hàn Phong gào thét mà đến. Tiểu Hồ Ly nhảy tới Hàn Phong trên bờ vai, nhanh chóng nói ra, xử lý nó, chúng ta thì lại có tiên linh tinh có thể cầm. Thế mà, Hàn Phong lại nói, chúng ta bây giờ muốn bảo tồn linh khí, kế tiếp còn muốn phi hành, còn muốn tìm Vương Miện, còn muốn đoạt tiên linh tinh đâu, đánh giết linh thú tiêu hao linh khí quá lớn. Hả, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Đi cái gì đi, ta có biện pháp. Nói dứt lời, Hàn Phong ôm lấy Tiểu Hồ Ly tầng trời thấp phi hành, dẫn dụ đầu kia bọ cạp linh thú hướng về xa xa ba tên đệ tử bay đi. Đạo hữu cứu mạng. Hàn Phong hô to một tiếng. Ba cái kia đệ tử nhìn thấy có người đang bị một đầu linh thú truy sát, lúc này ánh mắt đều sáng lên. Cầm đầu đệ tử cười lạnh nói, phế vật vô dụng, liền một đầu linh thú đều đánh không lại, lăn hắn mụ đi một bên. Thật là một cái phế vật, lại còn có thể bị linh thú truy sát. Còn che mặt, là sợ bị người nhìn đến sau mất mặt sao? Ba người đệ tử vừa hướng Hàn Phong châm chọc khiêu khích, một bên thẳng hướng đầu kia linh thú. Ba người bật hết hỏa lực, đánh tàn bạo đầu kia linh thú, vẻn vẹn một phút, liền đem đánh nổ. Linh thú bị đánh chết về sau, rơi xuống một khối tiên linh tinh, Hàn Phong lập tức thi triển tốc độ nhanh nhất, đem tiên linh tinh một thanh cầm vào tay, bỏ trốn mất dạng. Nói đùa, phi hành tiêu hao linh khí, so chiến đấu muốn nhỏ tốt bao nhiêu đi. Cẩu tặc, cũng dám cướp chúng ta tiên linh tinh, ngươi cho ta để mạng lại. Ba cái kia đệ tử giận không nhịn nổi, ra sức truy sát Hàn Phong, nhưng Hàn Phong nhanh liền không còn hình bóng. Đối ở sau lưng nhục mạ, hắn mắt điếc tai ngơ, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Dù sao, trong này, đồng môn xuất thủ công kích tranh đoạt sự tình khắp nơi đều là. Hắn chỉ là nho nhỏ lợi dụng một chút đối phương mà thôi, không có xuất thủ đánh bọn hắn bắt chẹt bọn hắn tiên linh tinh, đã rất nhân từ. Tình cảnh này, nhìn ngây người phía ngoài các đệ tử. Ngoạ tào, tiện không tiện à, chính mình rõ ràng có thực lực có thể đánh bại linh thú, hết lần này tới lần khác muốn dẫn dụ đến đồng môn bên kia đi. Chính mình vì tiết kiệm linh khí không xuất thủ, thì để cho người khác giúp đỡ đánh, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi, một điểm mặt cũng không cần à. Hắn dọc theo con đường này đoạt mấy khối tiên linh tinh, đều là người khác tân khổ khổ đánh xuống, sau đó hắn đi đoạt đi. Mau nhìn, đó là Đan Hà Phong lưu cáo mấy người, bọn hắn vừa mới đánh bại một đầu linh thú, trong nháy mắt liền bị Hàn Phong đoạt. Quan trọng ra hỏa này tốc độ là thật nhanh, ai cũng đuổi không kịp à. Cái kia con hồ ly tốc độ cũng nhanh à, mà lại ngăn cách mấy dặm đều có thể nghe thấy được tiên linh tinh vị đạo. Sau đó để Hàn Phong đến cướp đoạt, cái này một đôi tổ hợp thật sự là tuyệt phối à. Không biết xấu hổ, ngươi có thể không thể chính mình đi đánh. Đoạt người khác tính là gì anh hùng hảo hán. Tuy nói tất cả mọi người là tranh đấu cướp đoạt, nhưng nếu là đánh bại đối phương cướp đoạt thành công, cái kia thực lực không đủ không gì đáng trách. Có thể mấu chốt là hắn đánh đều không đánh, trực tiếp đoạt liền chạy à. Hàn Phong, không muốn Bích Liên, không muốn Bích Liên, không muốn Bích Liên. Bên ngoài đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, nguyên một đám hô to Hàn Phong không biết xấu hổ, nhưng tránh thức sinh khí người không có mấy cái, cơ hồ đều là theo phong trào chơi cảnh. Dù sao loại chuyện này là thật khôi hài à. Tránh thức tức giận là những cái kia bị đoạt tiên linh tinh các đệ tử. Khương Tô Nhu tỉ tỉ mặt mũi tràn đầy hồ nghi cùng ghét bỏ nhìn về phía Khương Hoài Dương, ánh mắt kia tựa như là đang nói, đây chính là trong miệng các ngươi người kia phẩm cực tốt muội phu. Khương Hoài Dương xấu hổ cười một tiếng, nói ra, bí cảnh cướp đoạt, vốn là đều bằng bản sự, Hàn Phong một người, tự nhiên không cần phải đi cùng đối phương nhiều người như vậy liều mạng, mà chính là đem chính mình ưu thế phát huy đến lớn nhất, bằng vào tốc độ cướp đoạt, cầm hết liền đi. Đón dài tránh ngắn, đây mới là thủ thắng chi đạo. Mà lại hắn cũng không phải cho mình đoạt nha, giành được tiên linh tinh tất cả đều cho mình cái kia tiểu sủng thú, đây cũng là tình nghĩa nha. Phi, không muốn Bích Liên, hắn làm gì trong mắt ngươi đều là tốt. Bí cảnh bên trong, Hàn Phong vừa mới lại đoạt 5 tên đệ tử 2 khối tiên linh tinh, xoay người chạy. Bên trong một cái đệ tử không biết dùng cái gì pháp bảo, đuổi theo Hàn Phong theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng vẻn vẹn so Hàn Phong chậm không nhiều mà thôi, trọn vẹn đuổi theo ra đi 2 dặm địa. Không biết xấu hổ cẩu vật, đem tiên linh tinh trả lại cho ta, trả lại cho ta. Cái kia đệ tử phẫn nộ gào thét. Mọi người trong nhà người nào hiểu à, cùng mấy cái hảo hữu tân khổ khổ giết chết một đầu luyện khí 8 tầng linh thú, hiếm thấy rơi xuống 2 khối tiên linh tinh, chính vui mừng khôn xiết thời điểm, bỗng nhiên qua tới một cái cường đạo, lấy đi liền chạy. Lão tử đã lớn như vậy không bị qua ủy khuất như vậy. Hàn Phong quay đầu hướng cái kia đệ tử hô lớn, đại ca, ngươi chớ có truy rồi, làm ngươi phải hiểu lý lẽ nha, ta nếu là biết trả lại ngươi, cần gì phải đi lấy lạc. Ngươi im miệng, ngươi tên Vương Bát Đản này, đem ta tiên linh tinh trả lại cho ta. Hàn Phong ở phía trước bay, cái kia đệ tử ở phía sau truy, lại đuổi 2 dặm chỗ, hắn một mực la to, dẫn tới phía dưới các đệ tử đều hướng phía trên nhìn, ảnh hưởng nghiêm trọng Hàn Phong đoạt tiên linh tinh kế hoạch, để hắn phiền phức vô cùng. A, chờ một chút, chỉ có một người. Hàn Phong bỗng nhiên không chạy, quay người một kiếm bổ ra ngoài, trực tiếp đem cái kia đệ tử cho đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Hàn Phong khoan thai rời đi. Đặc biệt, một người cũng dám truy ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ai, thật là phiền, vừa mới lại xuất thủ một chút, lãng phí một điểm linh khí. Hàn Phong một bên lắc đầu thở dài, một bên ôm lấy Tiểu Hồ Ly tiếp tục bay về phía trước. Ai, Tiểu Hồ Ly, ngươi ăn có 20 khối à? Cảm giác thế nào, có phải hay không mạnh lên tốt nhiều? Đúng nha, đúng là mạnh lên, ta hiện tại có thể càng nhanh càng mẫn cảm cảm giác ác ý nữa nha. Tiểu Hồ Ly rất đáng yêu gật đầu nói. Vậy ngươi có thể cảm giác được Vương Miện vị trí sao? Không thể, ta chỉ có thể cảm giác ác ý, cũng không có thần thức quét hình. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 44. Hàn Phong tu vi không đến trúc cơ, không có cách nào thần thức quét lướt, Tiểu Hồ Ly thì so với hắn càng kém cỏi, một điểm tu vi đều không có. Không có cách, Hàn Phong chỉ có thể tiếp lấy đi tìm. Hắn tại mảnh này khu vực, mờ mịt không căn cứ tìm dòng dã thời gian 1 ngày. Cảm giác đem toàn bộ bí cảnh đều lật toàn bộ, thậm chí đều tìm đến tổ sư ra pho tượng, cũng không có tìm được Vương Miện. Cái này cũng không kỳ quái, địa phương này không gian tuy nhiên có hạn, nhưng tất cả mọi người là tại hoạt động lấy. Mặc kệ là Diệp gia vẫn là Khương gia vẫn là Vương Miện, tất cả mọi người tại hoạt động lấy. Hàn Phong lật khắp tìm không thấy cũng rất bình thường, có lẽ hắn chân trước vừa đi, chân sau người quen biết liền đi tới cái kia phiến địa phương đâu. Cái này cả ngày, ngoại trừ đoạt mấy trăm đệ tử tiên linh tinh bên ngoài, hắn cơ hồ là không thu hoạch được gì. Hàn Phong không có cách, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Hắn cách xa tổ tiên pho tượng, vừa đi vừa về tìm kiếm lấy, lại tìm phần lớn thời gian, bỗng nhiên, Tiểu Hồ Ly nói ra, phía dưới trong rừng cây mặt đất phía trên có một khối tiên linh tinh, ta nhìn thấy. Tốt, chúng ta đi nhặt được, ngươi trốn đến trong bao quần áo, đừng lộn xộn, ta đi nhặt đến cấp ngươi ăn. Được rồi đây. Tiểu Hồ Ly ngoan ngoãn nghe lời. Hàn Phong hạ xuống vào trong rừng cây, thấy được mặt đất phía trên có một khối tiên linh tinh, liền khom lưng đem nhặt lên. Bỗng nhiên, sau lưng Tiểu Hồ Ly bỗng nhiên nói ra, không tốt, có ác ý, thật cường liệt ác ý. Hàn Phong nghe vậy giật mình, bên người trên cây, bỗng nhiên nhảy xuống một bóng người, cùng 5 đầu màu trắng linh thú. Xin lỗi, các hạ cầm trong tay khối kia tiên linh tinh, là chúng ta để xuống. Hàn Phong thấy thế, cũng biết đây là bẫy dập, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng hắn chợt nhìn thấy người đến tướng mạo, lập tức dừng bước, không tiếp tục chạy. Bởi vì tới người này, hắn gặp qua 2 lần. Lần đầu tiên là tại Linh Thú Phong cho Tiểu Hồ Ly đăng ký thân phận thời điểm, hắn gặp qua, trước mắt người này thì là phụ trách cho hắn đăng ký người. Lần thứ 2, cũng là hôm trước, gặp phải Diệp Long Uyên thời điểm, người này thì đi theo Diệp Long Uyên sau lưng. Rất rõ ràng, đối phương là Diệp gia người. Hàn Phong cũng suy nghĩ minh bạch, lúc trước hắn rõ ràng ẩn tàng hành tích làm phi thường tốt, nhưng vì cái gì một chút Linh Thú Phong thì gặp ám sát, địch nhân là làm sao làm được nhanh như vậy lại như vậy tinh chuẩn biết vị trí hắn. Hiện tại hắn đều hiểu, cái kia cho hắn đăng ký đệ tử, cũng là Diệp gia người, là người này bán rẻ hắn. Cái kia đệ tử cười lạnh nói, vị sư huynh này, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Diệp Long Tuyền, Linh Thú Phong tạo sách phòng đăng ký sử đệ tử. Cái này thời gian 1 ngày, ta một mực nghe nói, có một cái Linh Thú Phong đệ tử, mang theo mũ rộng vành che mặt, mang theo một cái màu trắng linh thú, tới vô ảnh, đi vô tung, cướp bóc chí ít trên 100 tên đệ tử tiên linh tinh. Không phải sao, tại hạ dùng chỉ là một khối tiên linh tinh, liền đem sư huynh cho treo đi ra. Chắc hẳn, sư huynh trên thân tiên linh tinh nhất định rất nhiều đi. Vui một mình không bằng vui chung, ngươi ta cùng là linh thú phong đệ tử, chắc hẳn sư huynh nhất định sẽ lẫn nhau hỗ trợ. Không bằng ngươi tiên linh tinh phân sư đệ một nửa, ngươi ta cùng một chỗ tiến về tổ tiên pho tượng chỗ cầu nguyện như thế nào? Sau khi chuyện thành công, ta cũng không nghe ngóng sư huynh thân phận, ngươi ta tựa như chưa thấy qua, ân oán xóa bỏ, ngày sau linh thú phong ăn ảnh gặp. Sư huynh nếu là nguyện ý nói xuất thân phần, sư đệ liền chuẩn bị phía trên rượu đục một bình, cùng sư huynh kết vì huynh đệ. Nếu như sư huynh không nguyện ý bại lộ thân phận, vậy coi như không có chuyện này, không biết sư huynh ý như thế nào. Hàn Phong nghe nói như thế, cũng biết đối phương cũng không có nhận ra hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, nghe, sư đệ là muốn cướp bóc ta à? Cướp bóc không dám nhận, cho sư huynh chỉ một con đường sáng thôi, ngươi bây giờ đã đắc tội rất nhiều đệ tử, bọn hắn đều tại liên hợp lại tìm ngươi đây. Bí cảnh cứ như vậy lớn, ngươi có thể tránh tới khi nào? Ngươi luôn có đi cầu nguyện thời điểm à? Người khác chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền tốt. Lúc này, chỉ có chúng ta Diệp gia có thể bảo vệ ngươi, bọn hắn dám đối ngươi ra tay, không dám đối với chúng ta Diệp gia xuất thủ. Xuất ra một nửa tiên linh tinh, đổi lần này bí cảnh bình an vô sự, vẫn là rất có lời mua bán. Hàn Phong cười lạnh nói, ha ha, vậy ta nếu là không cho đâu. Diệp Long Tuyền khóe miệng treo lên một tia nhe răng cười, răng giặc nói ra, cái kia sư huynh cũng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sư đệ đã cùng sư huynh nói không thông đạo lý. Cái kia sư đệ còn hơi thông một số quyền cước, còn có 5 đầu luyện khí kỳ 7 tầng linh thú làm bạn. Chỉ là nói như vậy, sư huynh tiên linh tinh, có thể toàn bộ đều là của ta. Ha ha, hảo hảo hảo, ta cướp bóc nhiều người như vậy, hiện tại kết quả là, ngược lại là muốn bị đánh cướp, thật sự là thương thiên tốt luân hồi à? Ồ, như thế nói đến, sư huynh là nghĩ thông. Cái này là được rồi nha, đều là đồng môn sư huynh đệ, dĩ hỏa vi quý nha. Diệp Long Tuyền nét mặt biểu lộ nụ cười tự tin. Ta và ngươi tê liệt. Hàn Phong giận mắng một tiếng, nâng lên kiếm liền bỗng nhiên hướng về Diệp Long Tuyền chém tới. Diệp Long Tuyền thấy thế kinh hãi, lập tức thoát ra lui lại, thế nhưng một đạo kiếm mang vẫn là hung hăng đụng phải trên người hắn. Trên người hắn đầu tiên là xuất hiện một đạo lưu quang, ngay sau đó lập tức phá toái, đạo kiếm quang kia tại chém vỡ hắn pháp khí hộ thân về sau, ở trên người hắn lưu lại một đạo rất sâu vết máu. Diệp Long Tuyền hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh, quát nói, ngươi tu vi gì? Chúng ta linh thú phong 18 tuổi đệ tử cái gì thời điểm có cá thể chiến lực mạnh như vậy người? Hắn một bên nói, một bên thao túng bốn phía cái kia 5 đầu giống như là trắng giống như lang linh thú, hướng về Hàn Phong đánh tới. Linh thú phong tuần thú sư, đơn thể chiến lực cũng không mạnh, mạnh là linh thú là đồng bọn của bọn hắn, cũng là vũ khí của bọn hắn. Dù sao, bọn hắn là tuần thú sư, có tài nguyên, trừ mình ra thường ngày tu luyện bên ngoài, cơ bản đều đút cho linh thú, không có quá nhiều tài nguyên hướng chính mình trên thân làm. Đây cũng chính là vì cái gì, người khác khi nhìn đến tiểu hồ ly cái kia tới vô ảnh, đi vô tung tốc độ về sau, sẽ theo bản năng cho rằng Hàn Phong là linh thú phong đệ tử nguyên nhân. Cái kia 5 đầu bạch lang hướng về Hàn Phong kéo cắn tới, đồng thời trong miệng còn phun ra băng hàn khí tức, hướng về Hàn Phong cuốn tới, giống như là muốn đem Hàn Phong đóng băng một dạng. Một chiêu này đột nhiên tập kích, đối với đệ tử khác mà nói, trên cơ bản có thể thúc thủ chịu trói, nhưng Hàn Phong không giống nhau, hắn tốc độ nhanh không hợp thói thường. Chỉ thấy hắn trực tiếp lách mình, tránh thoát cái kia 5 đầu sói hàn băng công kích, sau đó nhanh chóng đi tới một con sói sau lưng, một kiếm hung hăng bổ ra, trực tiếp đem đầu kia linh thú cho chém thành hai nửa. Cái này vừa nhanh vừa mạnh một kiếm, đem Diệp Long Tuyền giật mình kêu lên, cũng cho hắn biết, lấy tốc độ của đối phương cùng thực lực, hắn linh thú không có khả năng đánh thắng được. Hắn mụ, những người kia không phải liền nói người này chỉ là tốc độ nhanh, không biết dùng cái gì tốc độ bí bảo sao? Bản thân thực lực không mạnh, thậm chí không dám ra tay sao? Vương bát đản, sạch hố lão tử, trách không được dám một mình đi cướp đoạt nhiều người như vậy, cái kia đặc yêu là thật có thực lực à? Diệp Long Tuyền lập tức để linh thú đi vây công Hàn Phong, chính mình lại lập tức ngự kiếm phi hành. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 45. Đúng vậy, Diệp Long Tuyền muốn ngự kiếm phi hành đào tẩu. Hắn coi như quả quyết, tại giao thủ 2 lần về sau, liền thăm dò Hàn Phong thực lực. Hắn biết, đối phương ít nhất là luyện khí kỳ 9 tầng, mà hắn chỉ là luyện khí kỳ 7 tầng. Thủ hạ vài đầu linh thú cũng là như vậy, tiếp tục đánh xuống, hắn đến toàn quân bị diệt, chính mình cũng đến xếp ở chỗ này. Tuy nói linh thú là mỗi một cái tuần thú sư tâm đầu nhục, nhưng lúc này mất đi cũng liền mất đi, dù sao cũng so bị người ta tóm lấy đánh một trận phế bỏ cường à. Hắn chỉ cần để linh thú ngăn chặn cái này địch nhân cường đại, sau đó nhanh thông báo Diệp Long Uyên bọn hắn qua đến, như vậy thì có thể phản sát người này. Đương nhiên, không phải giết chết, mà chính là đánh phế, cướp đi hắn chữ vật túi. Người này cường đại như vậy, nhất định rất giàu có, chỉ cần có thể cướp đi hắn chữ vật túi. Như vậy bên trong đồ tốt cùng tiên linh tinh thì tất cả đều là bọn họ, có thể đền bù 5 đầu linh thú tổn thất. Hắn vừa mới phi lên, liền lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản, liền muốn hướng Diệp Long Uyên truyền âm. Thế mà, hắn còn chưa kịp kích hoạt ngọc giản, dưới thân liền bỗng nhiên bay tới 3 đạo lông vũ hình dáng phong nhận, trực tiếp bắn thủng bụng của hắn cùng mắt cá chân, hắn một cái đứng không vững, ngã xuống. Hàn Phong ôm đồm hắn, hung hăng ném tới mặt đất, sau đó bỗng nhiên một chân đạp đi xuống, đem Diệp Long Tuyền truyền âm ngọc giản liên đới lấy cái tay kia cho đạp vỡ. A! À, Diệp Long Tuyền khàn giọng hô to, đau thấu tim gan. Hàn Phong thừa cơ một kiếm xuyên thủng đan điền của hắn để không nổi linh khí tới. Hắn đâm xuyên qua đối phương đan điền, cũng không có phế bỏ, sau khi ra ngoài, Diệp Long Tuyền còn có thể ăn linh đan rượu dược khôi phục. Hiện tại chỉ là giải trừ lực chiến đấu của hắn mà thôi. Ngay sau đó, Hàn Phong liền xuất thủ, vung ra mấy cái đạo phong nhận, đem cái kia 4 đầu bạch lang toàn bộ chém giết. Sau khi làm xong, hắn mới chậm rãi đi tới Diệp Long Tuyền bên người. Tại hắn nhìn đến Diệp Long Tuyền không có lựa chọn đào tẩu, mà chính là lựa chọn hao phí linh khí cùng đối phương nhất chiến thời điểm, hắn thì quyết định chú ý. Hắn phải dùng Diệp Long Tuyền đến áp chế Diệp Long Uyên. Diệp Long Uyên không là ưa thích cầm hắn bằng hữu đến áp chế hắn sao? Vậy hắn liền đến cái phương pháp trái ngược. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Diệp Long Tuyền dùng còn sót lại tay trái bưng bít lấy đan điền, căm tức nhìn Hàn Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, tức giận nói ra: "Cẩu tặc, ngươi biết ta là ai không? Lão tử là người Diệp gia, ngươi dám giết ta linh thú, phá đan điền của ta, ta nói cho ngươi, ngươi phế đi. Diệp gia sẽ không tha ngươi, về sau ngươi tại trong tông môn đem nửa bước khó đi, ngươi chắc chắn chết không toàn thây." Ha ha, các ngươi Diệp gia còn là ưa thích làm một số ám sát thủ đoạn tới đối phó đồng môn đệ tử à? Vậy ngươi biết ta là ai không? Hàn Phong tháo xuống mũ rộng vành, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra bộ dáng của mình. Diệp Long Tuyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quá sợ hãi nói: Ngươi là Hàn Phong, ngươi không phải một phế nhân sao? Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy?" "Phế nhân? Đúng vậy à, ta là phế nhân, vậy là ngươi cái gì? Liền một phế nhân cũng không bằng sao?" Hàn Phong cười lạnh, ngồi xổm người xuống, vươn tay tại trên mặt của đối phương vỗ vỗ, nói ra: "Nếu là đổi lại người khác tới ăn cướp ta, ta khả năng đánh bại đối phương sau liền đi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác là người Diệp gia, là Diệp Long Uyên huynh đệ, vậy ngươi thì tự nhận xui xẻo, ngươi muốn trách thì trách ngươi cái kia ca ca Diệp Long Uyên đi. Đúng không? Diệp Long Uyên là ngươi đường ca đúng không? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Diệp Long Tuyền hứ một miệng. Hàn Phong nghiêng người tránh thoát, sau đó chậm rãi cầm xuống Diệp Long Tuyền tay trái, bỏ trên đất. Nhấc chân, đạp đi lên. Hàn Phong từng điểm, đem Diệp Long Tuyền cổ tay cùng bàn tay cho dẫm nát bấy. Diệp Long Tuyền tê tiếng kêu thảm thiết lấy, một lát sau mới bớt đau đến, thở hồng hộc quát nói: "Hàn Phong, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi là muốn cùng chúng ta Diệp ra không chết không thôi sao? Không chết không thôi, thật sự là buồn cười à?" Hàn Phong rằng giặc nói ra: "Theo các ngươi Diệp ra 3 lần phái người ám sát ta, 1 lần đến vu hãm ta, 5 lần 7 lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm, chúng ta không phải đã không chết không thôi sao? Lần thứ nhất, ngay tại Khương sư tỷ lựa chọn ta vào lúc ban đêm, Diệp Long Uyên thì phái Mã lão đại đi giết ta, Mã lão đại chính miệng nói cho ta biết, là Diệp Long Uyên phái hắn đi. Dựa theo tông môn quy định, đối đồng môn hạ sát thủ người, bị phản sát, kẻ giết người vô tội, cho nên ta giết hắn. Lần thứ hai, là ta mang tiểu hồ ly đi linh thú phong đăng ký thân phận, ta vừa hạ linh thú phong, liền bị 2 cái thích khách ám sát, lúc ấy ta còn rất ngạc nhiên, Diệp gia làm sao lại nhanh như vậy biết ta vị trí. Bây giờ nhìn gặp ngươi, ta hiểu được, cho ta đăng ký đệ tử cũng là ngươi đem ta vị trí nói cho Diệp Long Uyên, để hắn phái người tới giết đi ta. Ta nói có đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi rất vô tội sao?" Nghe vậy, Diệp Long Tuyền sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là mạnh miệng nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi bớt ở chỗ này vu oan hãm hại." Hàn Phong không biết bên ngoài người có thể nghe được người ở bên trong nói chuyện, nhưng là Diệp Long Tuyền biết. Cho nên Diệp Long Tuyền không thể thừa nhận cũng là nhận tội, hắn cùng Diệp Long Uyên đều chạy không được. "Vậy ngươi nói một chút, Diệp Long Uyên dựa vào cái gì nhanh như vậy biết ta vị trí? Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao các ngươi Diệp gia, tất cả đều là rắn chuột một ổ, ưa thích làm những cái kia bè lũ xu nịnh sự tình nha. Lần thứ ba, các ngươi Diệp gia lại phái 2 người, trực tiếp đi chỗ ở của ta ám sát ta, nhưng bị chấp pháp đường sư huynh phát hiện, cái kia 2 cái thích khách tự sát thân vong. 3 lần ám sát, 5 cái thích khách, các ngươi Diệp gia thật đúng là để mắt ta à? Thật là muốn làm cho ta vào chỗ chết à? hiện tại ngươi còn có mặt mũi nói các ngươi Diệp ra cùng ta không chết không thôi. Diệp Long Tuyền căm tức nhìn Hàn Phong, hắn không muốn lại thụ Hàn Phong làm nhục, hắn muốn lui ra. Hắn hé miệng hô lớn, ta lui. Thế mà, hắn còn chưa hô xong, Hàn Phong liền một quyền đánh nát cằm của hắn, hàm răng của hắn trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi của mình. Bây giờ nghĩ lui ra, ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Hàn Phong cầm lấy cái kia một nửa đầu lưỡi, bỏ vào Diệp Long Tuyền trên mặt. Diệp Long Uyên muốn giết ta, ta tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp phản sát hắn, ngươi làm hắn đồng lõa, cũng cùng ta là tử thủ. Ngươi cần phải may mắn, nơi này không cho phép giết người, nếu không, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Diệp Long Tuyền đầy mắt đều là hoảng sợ, ô ô phát ra thanh âm, hắn tựa hồ dự cảm được chính mình phải bị như thế nào hành hạ. Thế mà, Hàn Phong lại giống như là đang cùng hắn trò chuyện thiên một dạng, tự mình nói ra, ta là một cái tạp dịch đệ tử, ta nguyện vọng lớn nhất cũng là đủ loại hoa, dưỡng thảo, qua an phận thủ thường sinh hoạt. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia một ngày, Khương sư tỷ lựa chọn ta. Nàng lựa chọn đạo lữ, có sai sao? Không có, tông môn quy định, cái kia một ngày nhất định phải lựa chọn. Vậy ta có sai sao? Ta cũng không có đi, ta chẳng hề làm gì à? Cái kia sai là ai? Ngươi nói một chút, sai là ai? Sai là Diệp Long Uyên à? Ta căn bản không biết bọn hắn lại bởi vì chính mình ghen ghét, 5 lần 7 lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hắn là cao cao tại thượng Diệp gia thiên kiêu, mà ta chỉ là một cái tiểu tạp dịch đệ tử. Hắn bóp chết ta, giống bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Có thể con kiến đáng chết sao? Tạp dịch đáng chết sao? Tông môn hạ tầng đệ tử liền nên bị các ngươi những đại gia tộc này người tùy tiện xem mạng người như cỏ rác, tùy tiện giết chết sao? Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 46. Hàn Phong nhìn lấy thảm không nỡ nhìn Diệp Long Tuyền, lại còn có chưa nói xong. Ngươi nói à, các ngươi Diệp ra 3 lần ám sát ta không thành, rõ ràng không được liền đến âm. Ta là chủng thảo dược đệ tử, các ngươi thì an bài một đám người, áp dụng âm mưu quỷ kế, nói ta thảo dược có vấn đề. Theo thu thảo dược, đến luyện đan, đến phục đan dược, lại đến thẩm phán trưởng lão, toàn đều là các ngươi Diệp ra người. Nhà các ngươi là lại làm nguyên cáo lại làm thẩm phán, một bộ quá trình xuống tới liền định đem ta bắt được nhà ngục bên trong. Muốn không phải chấp pháp đường sư huynh tới kịp thời, phát hiện các ngươi làm việc thiên tư, mời tới khác thẩm phán trưởng lão, phát hiện dược thảo hệ thống lỗ thủng, ta lúc này đoán chừng đã hàm oan mà chết rồi à. Đây là lần thứ 4. Lần thứ 5 là đến nơi này một bên, các ngươi còn là muốn giết ta, các ngươi tìm 50 cái nhiều người, đến cùng ta đơn đấu, còn muốn cầm bằng hữu của ta đến uy hiếp ta. 5 lần à, ngắn ngủi thời gian 1 tháng, các ngươi 5 lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Là, ta thừa nhận, ta không bằng các ngươi Diệp gia, các ngươi Diệp gia gia đại nghiệp đại, có cường giả có tài nguyên. Có thể các ngươi gia tộc thân là đại tộc, không phải càng cần phải gánh vác lên bảo vệ tông môn bảo trì phép tắc trách nhiệm sao? Có thể các ngươi vì cái gì, hết lần này tới lần khác muốn tới 5 lần 7 lượt bức hại ta một cái tạp dịch đệ tử sao? Rõ ràng ta cái gì cũng không làm, rõ ràng ta không có sai. Bởi vì ta yếu, ta đáng chết, đúng không? Hàn Phong một phen, đưa tới bên ngoài các đệ tử trầm tư. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn chấn kinh tại Hàn Phong thủ đoạn độc ác, cho là hắn dạng này đối đồng môn quá mức. Như vậy hiện tại, nghe xong Hàn Phong mà nói về sau, bọn hắn bắt đầu đồng tình Hàn Phong. Dù sao, ở cái này mấy chục vạn đệ tử tông môn bên trong, đại tộc tử đệ nhân số xác thực không ít. Nhưng càng nhiều, vẫn là giống bọn hắn dạng này, không có bối cảnh tư chất bình thường phổ thông đệ tử à. Cũng chính bởi vì có lớn như vậy nhân khẩu cơ số, mới chống đỡ lên Âm Dương Tông, để Âm Dương Tông có thể không ngừng xuất hiện thiên kiêu, trở thành cường giả, đời đời truyền lại à. Bọn hắn đều là cùng Hàn như gió, không quyền không thế người bình thường à. Có thể chính như Hàn Phong nói như vậy. Cho dù là bọn hắn không có sai, chỉ là bởi vì bọn hắn không quyền không thế, chỉ là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu. Như vậy bọn hắn đáng chết sao? Đây là đại gia Âm Dương Tông, không phải đại tộc Âm Dương Tông à. Lúc này, một cái nhiệt huyết xông lên đầu đệ tử, đứng người lên giận dữ hét. Vô sỉ Diệp gia, lăn ra tông môn. Hắn một câu nói kia, khơi dậy đại bộ phận đệ tử nhiệt huyết, hắn được nhiều người ủng hộ, rất nhanh liền có vô số người theo hô to lên. Vô sỉ Diệp gia, lăn ra Âm Dương Tông. Đây là chúng ta tông môn, không phải Diệp gia tông môn. Diệp gia bức hại đệ tử, ám sát đệ tử, chém đầu cả nhà. Có quá nhiều đệ tử bị ép hại, Hàn Phong là cái thứ nhất nói ra được, hắn là chúng ta anh hùng, bảo hộ Hàn Phong. Đại tộc lăn ra tông môn, còn chúng ta một mảnh thanh thiên. Diệp gia lăn ra ngoài, Diệp gia chính mình nhận tội đi. Quần tình xúc động phẫn nộ, chửi mắng không ngớt. Phía dưới người Diệp gia, sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái Hàn Phong, một cái tạp dịch đệ tử, lại có năng lượng lớn như vậy, có thể kích thích cả cái tông môn tâm tình. Kỳ thật Hàn Phong chỉ là một cái mồi dẫn lửa thôi, hắn chỉ là dẫn nổ các đệ tử lâu dài bị đại tộc lấn ép oán khí. Hàn Phong chỉ là một cái tấm gương, đại biểu cho Âm Dương Tông mấy chục vạn đệ tử phổ thông đệ tử. Ánh mắt mọi người đều nhìn Hàn Phong đâu. Có thể nói, nếu như Hàn Phong về sau gặp cái gì ngoài ý muốn, như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng là Diệp gia làm, không phải bọn hắn cũng là bọn hắn. Trưởng môn gặp đến phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ, lập tức quát nói: "Yên lặng, tế tổ đại điển phía trên, không được lớn tiếng ồn ào, thị phi công đạo, tự có tông môn quyết định. Các ngươi tận có thể yên tâm, xem tiếp đại điển tiến hành." Trưởng môn nói chuyện, các đệ tử ào ào ngồi xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn không nói lời nào, có thể người Diệp gia gấp à. Nhất là Diệp Long Tuyền hắn cha. Diệp Long Tuyền cha đứng hàng lão tam, cùng Diệp Long Uyên có phụ thân là thân huynh đệ, mà Diệp Long Uyên trong nhà đứng hàng thứ hai, cho nên Diệp Long Tuyền gọi hắn nhị ca. Lúc này, Diệp Long Tuyền hắn cha lập tức bay người lên, đi tới Thiết Luyện trưởng lão trước mặt, lớn tiếng nói: "Thiết trưởng lão, cái kia Hàn Phong như thế đối đãi con ta, hắn dạng này đã không phải là công bình giao đấu, mà chính là ngược đãi, là ngược sát à. Vừa mới con ta đã hô lui ra, cần phải đem hắn truyền tống đi ra, lại đem Hàn Phong tiểu tặc cầm ra đến giải quyết tại chỗ mới đúng à. Chấp pháp đường chẳng lẽ không quản sao, con ta đều sắp bị hắn hại chết." Nghe vậy, trên không trưởng tọa trưởng lão nhóm, ao ao dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy hắn. "Hắn mụ, các ngươi Diệp gia lúc này thời điểm đều gây nên công phẫn, ngươi còn ở nơi này kêu gào đâu, thật sự là một điểm ánh mắt đều không có à." Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, phía dưới các đệ tử lại hô lên. Diệp Long Tuyền là tự làm tự chịu, hắn nếu là không sợ Hàn Phong sẽ đối xử với hắn như thế sao? Hàn Phong là lấy đạo của người trả lại cho người thôi, các ngươi đều muốn giết hại Hàn Phong tính mạng, còn không cho Hàn Phong đánh các ngươi người nhà sao? Diệp gia quá bá đạo, Diệp gia lăn ra tông môn. Hàn Phong không có giết hắn, Hàn Phong không có làm trái quy tắc, Hàn Phong là vô tội. Diệp gia tất cả đều là tiểu nhân, cẩu tặc. Chúng ta tông môn tại sao có thể có các ngươi dạng này sâu mọt? Đồ bỏ đi. Diệp gia, ta con mẹ. Ta làm Diệp gia 18 bối tổ tông. Diệp gia toàn tộc chết không yên lành. Chúng đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, tựa như là cùng toàn bộ Diệp gia có huyết hải thâm cừu một dạng. Kỳ thật Diệp gia chỉ là bị đẩy ra một cái điển hình thôi, bị bọn hắn dùng để phát tiết trong lòng oán khí. Diệp gia toàn tộc đều đáng chết sao? Vậy dĩ nhiên không có khả năng, bất kỳ địa phương nào đều là có người tốt có người xấu, Diệp gia cũng không có khả năng người người đều phạm vào tử tội. Nhưng các đệ tử có thể không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn không biết cái kia nhảy ra người tên gọi là gì, bọn hắn chỉ biết là đối phương là Diệp gia người. Vậy liền mắng Diệp gia là được rồi. Một bên Khương gia người, cùng với khác gia tộc người, nhìn đến Diệp gia bị dạng này nhục nhã thống mạ, nguyên một đám trên mặt đều trong bụng nở hoa. Nhất là Khương Tô Nhu tỷ tỷ, càng là hết sức vui mừng, nói ra: "Mắng, hung hăng mắng, mắng chết Diệp gia đám kia vương bát đản, đem bọn hắn đuổi ra tông môn đi, ha ha ha." Khương Tô Nhu phụ thân liếc nàng một cái, nói ra: "Chú ý hình tượng của ngươi, ngươi còn có mặt mũi cười đâu, Hàn Phong bởi vì Nhu Nhi liên lụy, 5 lần 7 lượt lọt vào ám sát bức hại, cái này cũng đều là trong một tháng phát sinh sự tình. Đó là chúng ta Khương gia không có bảo vệ tốt hắn, chúng ta cần phải nghĩ lại một chút trách nhiệm của mình. Hắn mụ, đồ chó hoang Diệp gia, vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ. Cái này xấu còn không phải Diệp Long Uyên một người, mà chính là toàn bộ Diệp gia. Bút chướng này nhớ kỹ, cái này cừu oán, chúng ta Khương gia cùng bọn hắn Diệp gia kết lại." Một bên Khương Tô Nhu tỷ tỷ cũng lập tức nói ra: "Đúng, chúng ta Khương gia có thể không sợ bọn hắn, dám khi dễ như vậy chúng ta người, muốn bọn hắn chết không yên lành. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn." Tập 47. Thiết Luyện trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Long Tuyền hắn cha, sau đó đối phía dưới đệ tử nói ra: "Đều an tĩnh, không muốn lại ồn ào, tế tổ đại điển về sau, bản tọa sẽ đích thân phái người tra rõ Hàn Phong án kiện, trả lại Hàn Phong một cái công đạo." Các đệ tử yên tĩnh trở lại, lại lần nữa ngồi xuống. Thiết Luyện trưởng lão uy vọng thật sự là quá cao. Bởi vì có vị này công chính nghiêm minh trưởng lão tại, bọn hắn mới dám cao giọng nhục mạ Diệp gia, đổi lại tông môn khác, ai dám gây đại tộc à? Chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng những cái kia tông môn đoàn kết trình độ, tự nhiên cũng không bằng Âm Dương Tông. Bởi vì đệ tử nhóm đều kìm nén oán khí đây. Sau đó, Thiết Luyện trưởng lão đối Diệp Long Tuyền hắn cha nói ra: "Đầu tiên, Diệp Long Tuyền cũng không có nói ra lui ra hai chữ này, nếu như nói đi ra, bí cảnh tự nhiên sẽ đem hắn truyền tống đi ra, điểm này, lão phu cũng vô pháp khống chế. Tiếp theo, Hàn Phong cũng không có giết chết Diệp Long Tuyền, cho nên cũng không làm trái quy tắc. Nếu như Hàn Phong giết người, vậy lão phu sẽ đích thân đem hắn đánh giết, không chút lưu tình. Trái lại cũng giống như vậy, nếu như các ngươi Diệp gia dám giết người, lão phu cũng sẽ giết ngươi nhóm Diệp gia người. Hàn Phong không có làm trái quy tắc, ngươi lập tức lui ra, lại nhiễu loạn đại điển trật tự, trước bắt lại ngươi bắt vào trong đại lao. Nghe vậy, Diệp Long Tuyền sắc mặt phụ thân thay đổi liên tục, bất đắc dĩ ngồi về chính mình vị trí. Diệp gia thế lực lại lớn, cũng không có cách nào cùng 12 ngọn núi trưởng tọa chống lại, càng không có cách nào cùng địa vị so trưởng tọa cao hơn chấp pháp đường đường chủ chống lại. Bí cảnh bên trong, Hàn Phong rốt cục khuynh thuật xong mình, hắn nói những lời này thời điểm, nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận lửa giận cùng oán khí, hắn nói những thứ này đều chỉ là vì phát tiết một chút tâm lý oán khí thôi. Hàn Phong đối Diệp Long Tuyền sau khi nói xong, liền sẽ không đối Diệp Long Uyên nói. Hắn đến tìm tới Vương Miện, đem hắn cứu, sau đó cầu nguyện về sau, để Vương Miện lui ra. Hàn Phong sẽ thử đi tìm Diệp Long Uyên, có thể đánh cho hắn một trận thì đánh một trận, đánh không được liền trực tiếp lui ra. Hết thảy tiền đề là cam đoan Vương Miện an toàn. Hàn Phong cầm lấy Diệp Long Tuyền chữ vật túi, bỏ vào hắn mi tâm, nói ra, giải trừ ấn ký. Diệp Long Tuyền ô ô kêu, cũng không biết đang nói cái gì, nhưng hiển nhiên không phải là mong ước Hàn Phong thân thể khỏe mạnh. Ngươi không phối hợp, ta thì lại đánh gãy hai chân của ngươi, hai chân, một chút xíu dẫm nát, dẫm thành cặn bã, ngươi muốn là chịu nổi, cái kia ta thì đi thử một chút. Diệp Long Tuyền ánh mắt biến đến sợ hãi không thôi, một lát sau, hắn nhận mệnh giống như nhẹ gật đầu. Hàn Phong cầm xuống chữ vật túi, đem nhận chủ về sau, nhìn về phía bên trong. Diệp Long Tuyền vẫn rất giàu có, chữ vật túi bên trong có thật nhiều đan dược, linh bảo linh khí, linh thú đồ ăn, còn có hơn 2.000 linh thạch, cùng hơn 20 khối tiên linh tinh. Hàn Phong đem tiên linh tinh toàn bộ đổ ra, cho tiểu hồ ly ăn. Ăn đi, đem những này đều ăn hết, ta cho Vương Miện cầm một khối là được, có lẽ hắn liền một khối đều không có tìm được đây. Được rồi đâu, ngươi cầm lấy đi, cầm lấy đi. Tiểu hồ ly vui vẻ ôm lấy tiên linh tinh gặm. Tiểu hồ ly sau khi ăn xong, Hàn Phong đem nó lại bỏ vào trong bao quần áo, liền dự định mang theo Diệp Long Tuyền xuất phát. Thế mà, ngay tại Hàn Phong muốn dự định tiếp lấy đi tìm Vương Miện thời điểm, hắn trong túi trữ vật truyền âm ngọc giản bỗng nhiên truyền đến ý thức. Hắn lấy ra ngọc giản, bên trong truyền đến Khương Tô Nhu thanh âm. Hàn Phong, ngươi ở đâu? Diệp Long Uyên đem ngươi bằng hữu bắt lấy, hiện tại đem chúng ta chắn tại tổ tiên pho tượng bên này. Ngươi tuyệt đối đừng tới, không muốn hướng điêu hướng bên này tới. Chúng ta bên này trước cùng bọn hắn đánh, trước nghĩ biện pháp đem ngươi bằng hữu cứu ra, thực sự không được, ngươi trước chính mình lui ra, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tới. Hàn Phong sắc mặt trong lúc đó âm trầm tới cực điểm. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Vương Miện vẫn là bị bọn hắn bắt lấy. May ra, hắn cũng bắt lấy con tin của đối phương. Hàn Phong thu hồi ngọc giản, mang tốt mũ rộng vành, bịt kín mạng che mặt, nhấc lên Diệp Long Tuyền, liền ngự kiếm bay lên. Tiểu hồ ly, giá nhất giá, không thể không đánh à. Sợ cọng lông, cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng bọn hắn làm, lại kiếm một bút. Tốt, cùng bọn hắn làm. Hàn Phong ánh mắt biến đến cực kỳ kiên định. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, cực bắc chi địa tổ tiên pho tượng. Tốc độ của hắn cực nhanh, có mục tiêu về sau, hắn một thời gian uống cạn chung trà về sau, liền bay đến tổ tiên pho tượng bên kia. Mà cái chỗ kia, ngay tại bộc phát một trận chiến đấu. Hàn Phong nhìn đến Khương gia người đang bị Diệp gia người vây công, Khương gia người xếp thành trận hình phòng ngự, làm thành một vòng tròn, chật vật ngăn cản Diệp gia công kích. Hắn nhìn đến, Khương Tô Nhu đang bị Diệp Long Uyên không ngừng công kích. Hắn còn chứng kiến Vương Miện đang bị hai người dùng kiếm gác ở trên cổ, nằm trên mặt đất hấp hối. Hắn lập tức liền phân biệt ra được tình huống, Khương Tô Nhu bên kia còn có thể chống đỡ được, mà Vương Miện thì nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu. Hàn Phong đem Diệp Long Tuyền treo tại phi kiếm phía trên, trên bầu trời bay lượn một vòng về sau, theo tổ tiên pho tượng sau lưng đi vòng qua, lặng lẽ đi tới Diệp gia các đệ tử sau lưng, đi tới cái kia hai cái bắt giữ Vương Miện người sau lưng. Hàn Phong tay mắt lanh lẹ, lập tức chính là hai đạo phong nhận vung ra, thẳng đến cái kia hai người đệ tử phía sau lưng. Hắn tránh đi trái tim yếu điểm, chỉ là xuyên thủng bụng của bọn hắn. Hai người kia kêu thảm ngã xuống, Hàn Phong lập tức tiến lên, một tay cầm lên Vương Miện, sau đó bay thẳng lên. Hàn Phong tay phải nắm Vương Miện, tay phải nắm lấy Diệp Long Tuyền, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, hướng về Diệp Long Uyên vọt tới. Mà lúc này, Diệp Long Uyên vừa mới bổ ra Khương Tô Nhu kiếm, sau đó một kiếm hướng về Khương Tô Nhu mặt đâm tới. Khương Tô Nhu muốn quay người tránh né, có thể phía sau là bọn hắn Khương gia đệ tử, nàng bị cản lại. Một kiếm này đâm đi lên, tăng thêm Diệp Long Uyên linh khí thương tổn, cho dù là không chết được, cũng có khả năng làm bị thương não tử, hoặc là hủy dung nhan. Ngay tại cái này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Phong chạy tới. Trong tay hắn không có vũ khí, nhưng trong tay hắn có Diệp Long Tuyền. Hắn vung lên Diệp Long Tuyền, liền hướng về Diệp Long Uyên hung hăng đập xuống. Diệp Long Uyên nghe được bên tai ác phong không tốt, lập tức thu kiếm đón đỡ, một kiếm bổ tới, trực tiếp đem không có cách nào vận chuyển linh khí Diệp Long Tuyền đùi phải cho chặt đứt. Ô ô! Diệp Long Tuyền đau tê tâm liệt phế, lại hô không lên tiếng đến, bởi vì trong miệng tất cả đều là huyết. Hàn Phong lại một chân đá tới, đem Diệp Long Uyên cho đạp bay ra ngoài, chính mình rơi xuống Khương Tô Nhu trước mặt, đem trong tay hai người cho để xuống. Khương Tô Nhu kinh hãi, nàng không biết trước mắt cái này cường giả là ai, lại vì cái gì phải cứu nàng. Diệp Long Uyên đứng dậy, nhìn lấy Hàn Phong phẫn nộ quát: "Ngươi là ai, dám quản chúng ta Diệp gia nhàn sự, ta nhìn ngươi là muốn chết." "Ha ha, các ngươi Diệp gia, thật đúng là bá đạo đã quen à, động một chút lại muốn giết người thật sao?" Hàn Phong cười lạnh nói. Bỗng nhiên, nơi xa một người đệ tử hô lớn nói: "Ta gặp qua hắn, hắn cũng là cái kia cường đại linh thú phong đệ tử, đoạt chúng ta rất nhiều tiên linh tinh." "Đúng, cũng là hắn, mẹ nó, ngươi vậy mà cái kia dám tới nơi này. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn." Tập 48. Những đệ tử kia quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn đều là tại tổ tiên pho tượng trước cầu nguyện người, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Hàn Phong. Quần tình xúc động phẫn nộ bọn hắn, vài trăm người muốn cùng đi đánh Hàn Phong. Hàn Phong nhìn đến một đám người vây quanh, lập tức nhấc lên Diệp Long Tuyền, quát nói: "Không sợ chết đều tới, ta xem ai muốn rơi vào cùng người này kết quả giống nhau. Không sợ chết đều tới, ta xem ai muốn rơi vào cùng người này kết quả giống nhau." Cái này bá đạo vô cùng vừa nói ra khỏi miệng, lập tức đưa tới toàn trường chấn kinh. Những người kia nhìn đến Diệp Long Tuyền thống khổ há hốc mồm, trong miệng một bên đã không có đầu lưỡi, trên thân mình đầy thương tích, vùng đan điền còn tại ra bên ngoài bốc lên huyết, hai cánh tay bị vỡ nát gãy xương, còn mất một cái chân thê thảm bộ dáng, nguyên một đám quá sợ hãi. Xác thực, đám người bọn họ khẳng định có thể đánh bại cái kia tội phạm cướp giật, dù sao hai quyền khó địch bốn tay nha. Thế nhưng cái tội phạm cướp giật thực lực quá mạnh, hắn đánh bất quá sở hữu người, chẳng lẽ còn không đánh lại xông đi lên đầu mấy cái sao? Ai lên trước người nào bị đánh à? Vì chỉ là một hai khối tiên linh tinh, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, không đáng đi dạng này liều mạng. Ai còn không có bị đoạt lấy tiên linh tinh à? Ai còn không có đoạt lấy người khác à? Những đệ tử kia manh động thoái ý, ào ào lui về sau. Khương Tô Nhu kinh ngạc nhìn Hàn Phong, đối phương tuy nhiên như vậy tàn bạo, có thể nàng vậy mà không ghét, ngược lại cảm giác đối phương rất mạnh, một lời quát lui mấy trăm đệ tử phong phạm, rất bá đạo. Nữ nhân đều là mộ mạnh, Khương Tô Nhu cũng không ngoại lệ. Nhìn đến một cái người đồng lứa cường thế như vậy bá đạo, nàng cũng có chút khâm phục. Bọn hắn đi, người Diệp gia nổi giận. Người Diệp gia đều nhận ra, tội phạm cướp giật trong tay dẫn theo là Diệp Long Tuyền. Diệp Long Uyên nhìn đến chính mình cùng nhau lớn lên đường để bị đánh thành bộ này thê thảm bộ dáng, giận không nhịn nổi, chỉ Hàn Phong nói ra: "Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi biết trong tay ngươi nắm lấy là ai chăng? Đó là người của chúng ta Diệp gia, dám đắc tội Diệp gia, ngươi tại trong tông môn đem nửa bước khó đi, ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn." Những lời này, trong tay của ta người này cũng nói một lần, đáng tiếc hắn biến thành dạng này. Hàn Phong lạnh lùng nói ra: "Ngươi đến tột cùng là ai?" Diệp Long Uyên hai mắt híp lại, luôn cảm thấy Hàn Phong thanh âm có chút quen thuộc. "Ha ha, ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Ngươi không phải vẫn muốn cùng ta đơn đấu sao? Làm sao, hiện tại ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhận không ra ta rồi?" Hàn Phong đem mũ rộng vành lấy xuống, đem khăn che mặt cầm xuống, lộ ra hình dáng. "Hàn Phong! Hàn Phong!" Diệp Long Uyên cùng Khương Tô Nhu cùng nhau hô xuất ra thanh âm, một bên chúng đệ tử cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Cái kia cướp bóc mấy trăm tên đệ tử cường đại tội phạm cướp giật, một chân đạp bay Diệp Long Uyên, một lời quát lui mấy trăm đệ tử cường đại tu sĩ. Vậy mà lại là cái kia phế vật tạp dịch Hàn Phong. Thiên địa điên đảo sao? Đảo ngược thiên cương sao? Đây là cái gì tình huống? Chung quanh mấy trăm đệ tử liên đới lấy Khương gia Diệp gia người, đều cảm giác thế giới điên đảo. Ai có thể nghĩ tới, cường đại như vậy người, vậy mà lại là cái kia làm cho tất cả mọi người đều xem thường Hàn Phong. Khương Tô Nhu nhíu mày nhìn về phía Hàn Phong, thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy khó có thể tin, nói ra: "Hàn Phong, thật là ngươi, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?" "Sư tỷ, sự kiện này, sau khi rời khỏi đây sẽ giải thích cho ngươi, hiện tại, ngươi trước giúp ta xem một chút Vương Miện, trên người ngươi có liệu thương đan dược không có?" "Có." Khương Tô Nhu ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Vương Miện thương thế, làm nàng nhìn thấy cái kia đã mục nát đan điền về sau, kinh hãi nói: "Không tốt, đan điền của hắn triệt để phế đi." Hàn Phong như bị sét đánh, nhìn về phía đã đầy mắt đều là thống khổ bất lực Vương Miện, mở to hai mắt nhìn nói ra, triệt để phế đi, là có ý gì? Ý tứ chính là, đan điền của hắn toàn phế, mà không phải thụ thương, đã vô dụng, tu vi toàn phế, cơ bản không có trị tốt hy vọng. Hắn đời này đều không có cách nào lại tu hành. Khương Tô Nhu xuất ra một hạt đan dược, đút cho Vương Miện, khổ sở nói, xin lỗi, ta chỉ có thể dùng đan dược kéo lại mệnh của hắn, về sau hắn còn có thể tự do hoạt động, nhưng là, cũng là không thể tu luyện phế nhân. Không thể tu luyện phế nhân. Hàn Phong hai mắt rưng rưng, nhìn về phía Vương Miện. Hắn não hải bên trong, hồi tưởng lại đã từng cùng Vương Miện cùng một chỗ chung đụng từng màn tràng cảnh, cùng một chỗ thổi qua ngưu. Hàn Phong, cha ngươi ta về sau muốn làm tuyệt thế cường giả, muốn trở thành trưởng lão, ta phải cố gắng tu luyện, vạn thọ vô cương. Hàn Phong à, ngươi không thể tu luyện, không có việc gì, ta có thể, chờ ta về sau trúc cơ, ta bảo kê ngươi. Người nào cũng đừng hòng lại khi dễ chúng ta trước tiên đem Mã lão đại đánh một trận thế nào, để ngươi đến động thủ. Hàn Phong, hai ta nhanh 18 tuổi, lần trước xem mắt đại hội, không ai chọn chúng ta, lần sau nhất định có thể. Ta cũng phải khắc khổ tu luyện à, không thể quá kém, không phải vậy về sau cùng đạo lữ song tu, nhân gia có thể không chê sao. Hàn Phong, ngươi đi xới đất đi, ta muốn tu luyện, ta không trở nên mạnh mẽ, làm sao bảo hộ ngươi. Hàn Phong, ta tối hôm qua làm giấc mộng, mộng thấy ta thành tiên. Hàn Phong biết, Vương Miện tu luyện là cỡ nào khắc khổ, cùng hắn cái này nằm ngửa phế nhân không giống nhau, Vương Miện là 10 phần dụng công. Hắn cũng biết, Vương Miện đến cỡ nào khát vọng mạnh lên, cỡ nào khát vọng trở thành cường giả, bởi vì bọn hắn hai đều là giống nhau không quyền không thế, đều là giống nhau bị người khi dễ. Vương Miện không muốn lại bị khi phụ, cũng không muốn để Hàn Phong thụ khi dễ. Nhưng bây giờ, không có, mất giáo, đan điền triệt để mục nát. Lấy Khương Tô Nhu kiến thức, cũng không tìm tới phục hồi như cũ phương pháp. Từ đó, tiên đường gãy rồi. Vương Miện, cả một đời đều muốn làm phàm nhân rồi. Hàn Phong nước mắt chảy xuống, rơi xuống Vương Miện trên mặt. Hắn lấy xuống chốt lại Vương Miện đầu lưỡi dây thừng, Diệp Long Uyên cũng sợ Vương Miện hô lên lui ra hai chữ. Vương Miện nhìn lấy Hàn Phong, gian khó nói, Phong tử, đừng khóc, chạy, chạy mau. Hàn Phong nắm tay của hắn, nói ra, Vương Miện, về sau, ta giữ ngươi cả một đời. Hiện tại, ta trước báo thủ cho ngươi. Hàn Phong đem Vương Miện ôm, giao cho một cái Khương gia tử đệ, nói ra, huynh đệ, trước giúp ta chiếu cố hắn. Cái kia đệ tử nhẹ gật đầu, lui về phía sau. Hàn Phong nghiêng đầu lại, bên chân của hắn là Diệp Long Tuyền. Trên mặt hắn tràn đầy nước mắt, trong mắt của hắn tràn đầy khát máu cừu hận. Diệp Long Uyên, ta bắt Diệp Long Tuyền là bởi vì hắn lúc trước giúp ngươi giết qua ta. Có thể Vương Miện, cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đối với hắn như vậy? Vì sao? Ngươi vì tại sao không hỏi một chút chính ngươi đâu? Muốn không phải ngươi, hắn đến mức rơi vào kết cục này sao? Diệp Long Uyên cười lạnh nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi, ngươi mau thả đệ đệ ta, về sau còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Diệp Long Uyên lời còn chưa nói hết, liền sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Hàn Phong cầm lấy Ngự Phong linh kiếm, một kiếm đâm xuyên Diệp Long Tuyền đan điền, sau đó dùng lực uốn éo, đem Diệp Long Tuyền đan điền xoắn nát về sau, lại bỗng nhiên vẩy một cái. Một khối to bằng đầu nắm tay đan điền, liền bị Hàn Phong đâm vào đi ra. Cái này gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn độc ác một màn, chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người. Hàn Phong đem một người sống sờ sờ đan điền cho cứ thế mà lựa đi ra rồi. Quá tàn bạo. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 49. Vô luận là trong tràng, vẫn là bên ngoài sân, tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này cái tông môn bên trong, tuyệt đại đa số người đều là chưa từng giết người. Cho dù là có người giết qua, đó cũng là gọn gàng mà linh hoạt giết chết, mà không phải như vậy tàn bạo, đem người đan điền, sống sờ sờ lựa đi ra. Nhất là những cái kia luyện khí kỳ các đệ tử, bọn hắn trải qua chiến đấu kịch liệt nhất. Cũng chính là tế tổ đại điển bí cảnh bên trong chiến đấu, đó cũng là đánh bại hoặc là bị đánh bại mà thôi, chưa nói tới thâm cừu đại hận gì. Mà Hàn Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là huyết hải thâm cừu. Đoạn nhân tiên đường, như giết người phụ mẫu. Diệp Long Uyên phế đi Vương Miện, nhân thần cộng phẫn, người người thoá mạ. Có thể Hàn Phong chiêu này lại không có gây nên thoá mạ. Bởi vì mọi người thấy cảnh này, cảm nhận được không phải phẫn nộ, mà chính là hoảng sợ. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy cứ thế mà đem đan điền cho đào đi ra. Quá huyết tinh, quá tàn bạo. Tình cảnh này, tại không thiếu đệ tử tâm lý, đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Bên ngoài sân, Diệp Long Tuyền phụ thân mất trí giống như phẫn nộ gào thét, gầm lên Hàn Phong đây chính là tại giết người. Nhưng Diệp Long Tuyền cũng chưa chết, Hàn Phong cũng không có làm trái quy tắc. Hàn Phong đem kiếm thượng thiêu ra đan điền, hung hăng đập vào trợn mắt hốc mồm Diệp Long Uyên trên mặt, sau đó, hai mắt đỏ thẫm, từng chữ nói ra nói: "Diệp Long Uyên, tu hành đường dài dằng dặc, còn nhiều thời gian, ta Hàn Phong cùng ngươi, không chết không thôi." Diệp Long Uyên cái kia trương gương mặt tuấn tú phía trên, bị ngã đến tràn đầy vết máu, hắn lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Nhìn lấy chính mình thân mật vô gian đường đệ bị hại thành dạng này, hắn giận không nhịn nổi, lớn tiếng quát ầm lên: "Hàn Phong, ngươi dám đối với ta như vậy đệ đệ, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh." Hàn Phong khóe miệng treo lên tàn nhẫn nhe răng cười, nói ra: "Thật sao? Hối hận rồi? Ngươi dạng này đối Vương Miện thời điểm, có nghĩ tới hay không, chính mình cũng sẽ gặp phải dạng này báo ứng đâu. Ngươi vừa mới nói, Vương Miện thành cái dạng kia, đều là ta làm hại. Như vậy Diệp Long Tuyền biến thành cái dạng này, cũng là ngươi làm hại." Nói dứt lời, Hàn Phong đá mạnh một cước lên Diệp Long Tuyền, đem hung hăng đánh tới hướng Diệp Long Uyên. Ngay sau đó, hắn phi thân lên, một kiếm hướng về Diệp Long Uyên chém tới. Diệp Long Uyên một thanh tiếp nhận Diệp Long Tuyền, nhìn đến Hàn Phong hướng về hắn một kiếm bổ tới, lo lắng Hàn Phong thương tổn đến Diệp Long Tuyền, lập tức quay người, lấy phía sau lưng của mình vì Diệp Long Tuyền đỡ được cái kia toàn lực một kiếm. Làm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Long Uyên trên thân xuất hiện một tầng màn sáng, đỡ được Hàn Phong công kích, vì Diệp Long Uyên đỡ được tuyệt đại bộ phận thương tổn. Diệp Long Uyên lảo đảo một chút, đem Diệp Long Tuyền giao cho một cái Diệp gia đệ tử trong tay, nói ra: "Ngươi nắm chắc Long Tuyền, hô to lui ra, để truyền tống trận đem ngươi cùng hắn cùng một chỗ mang đi ra ngoài." "Biết." Cái kia đệ tử ôm lấy Diệp Long Tuyền, ngửa mặt lên trời hô lớn: "Ta lui ra." Vừa dứt lời, một đạo truyền tống quang mang đột nhiên xuất hiện, đem hắn cùng Diệp Long Tuyền cùng một chỗ mang theo ra ngoài. Bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Diệp Long Tuyền phụ thân vội vàng đi đón qua Diệp Long Tuyền. Nhìn đến chính mình nhi tử đầu lưỡi gãy mất, đan điền không có, tứ chi chỉ còn lại một cái chân vẫn là tốt. Diệp Long Tuyền phụ thân thương tâm gần chết, một bên tức giận mắng Hàn Phong, một bên ôm lấy chính mình nhi tử mau về nhà liệu thương. Bí cảnh bên trong, Hàn Phong cùng Diệp Long Uyên đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Khương Tô Nhu nhìn thấy Hàn Phong lên, cũng không rảnh đi hỏi Hàn Phong cái này tu vi cảnh giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng Hàn Phong đã là bọn hắn bên này người thực lực mạnh nhất, mà lại đối mặt đối diện thực lực tối cường Diệp Long Uyên, như vậy bọn hắn liền phải ngăn chặn đệ tử khác người Diệp gia, để cho Hàn Phong có thể cùng Diệp Long Uyên thỏa thích nhất chiến. Nhưng bọn hắn như thế bên này, rõ ràng người đếm qua thiếu, chung quanh đều là xem náo nhiệt, không ai qua đến giúp đỡ, không ai nguyện ý đắc tội Diệp gia, cho nên Hàn Phong nhìn như là tại cùng Diệp Long Uyên đánh, kỳ thực đang bị vây công. Hàn Phong vốn là không muốn đánh, hắn chỉ muốn tìm tới Vương Miện, mang Vương Miện cùng đi ra, dù sao người Diệp gia nhiều, đánh lên ăn thiệt thòi. Khi đó hắn vẫn là rất lý trí, lấy bảo toàn chính mình làm chủ. Nhưng nhìn đến Vương Miện thảm trạng về sau, hắn thật phẫn nộ, không đánh không được, dù là địch nhiều ta ít, cũng phải hợp lực nhất chiến, vì Vương Miện báo thù, cũng vì chính mình báo thù. Hàn Phong chân đạp Khương Tô Nhu đưa cho hắn thanh phi kiếm kia, cầm trong tay Ngự Phong linh kiếm, hướng về Diệp Long Uyên khởi xướng công kích mãnh liệt. Đối bính mười mấy cái hội hợp về sau, Hàn Phong phi kiếm trong tay hất lên, ba đạo lông vũ hình dáng kiếm mang hướng về Diệp Long Uyên giết tới. Diệp Long Uyên trên thân pháp khí hộ thân tỏa ra ánh sáng, đem Hàn Phong công kích đều cản lại. Mà Hàn Phong trên thân chỉ có Khương Tô Nhu đưa cho hắn một kiện pháp khí hộ thân, có thể ngăn cản trúc cơ phía dưới 3 lần công kích, sớm đã bị Diệp Long Uyên 3 chiêu cho làm nát. Hiện tại, Hàn Phong không thể không lấy huyết nhục chi khu của mình đến đối mặt Diệp Long Uyên công kích. Cái kia 3 đạo lông vũ hình dáng kiếm mang không có thể làm sao Diệp Long Uyên, chỉ là suy yếu hắn pháp khí hộ thân lực lượng. Diệp Long Uyên cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc lên kiếm, hướng về Hàn Phong lần nữa giết tới. Lần này, hắn tích đủ hết khí lực, hướng về Hàn Phong một kiếm bổ tới, thề phải một lần hành động đem Hàn Phong đánh bại. Hàn Phong không tránh không cho, cũng đồng dạng là giơ cao lên Ngự Phong linh kiếm, ngưng tụ chính mình thể nội phong thuộc tính linh khí, lấy cực kỳ sắc bén bá đạo khí thế, hướng về Diệp Long Uyên một kiếm chém ra ngoài. Làm tiếng vang ầm ầm truyền ra chói tai âm ba, để người ở chỗ này cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai, mà Hàn Phong cùng Diệp Long Uyên cũng cùng nhau bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Hàn Phong rơi trên mặt đất về sau, song cước đạp địa, hướng về sau trượt 2 mét, vững vàng dừng lại. Mà Diệp Long Uyên thì là ngã cái chụp ếch, trùng điệp đập xuống đất, trên thân pháp khí hộ thân cũng lấp lóe vài cái về sau, ầm vang phá bể nát. Diệp Long Uyên chật vật bò lên, đầy người chật vật. Hàn Phong cười lạnh nói: "Diệp Long Uyên, ngươi pháp khí hộ thân không có, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu." Thế mà, Diệp Long Uyên không chút nào hoảng, vỗ chữ vật túi, từ bên trong lại lấy ra một kiện pháp khí hộ thân, bỏ vào trên ngực, răng rặc nói ra: Hàn Phong, ngươi tên quỷ nghèo này, sẽ không phải coi là tiểu gia ta thì một kiện pháp khí hộ thân à? Là, ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, đơn thuần lực lượng cùng tốc độ đối bính, ta đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ta là người Diệp gia, mà ngươi chỉ là một cái quỷ nghèo, một cái đám dân quê, một cái dế nhũi mà thôi. Ta có rất nhiều pháp khí hộ thân, còn có rất nhiều trợ thủ. Ngươi đánh nát một cái, ta còn có thể lấy ra một đống. Ngươi đánh lui một mình ta, ta còn có một đám trợ thủ. Đây chính là quỷ nghèo cùng đại tộc tử đệ khác nhau, hiểu không? Sau cùng bại, còn phải là ngươi. Diệp Long Uyên vung tay lên, quát nói, lên cho ta, cùng một chỗ đánh, phế đi Hàn Phong. Vâng. Hơn 10 người Diệp gia đệ tử cùng nhau tuân lệnh, cầm vũ khí lên, hướng về Hàn Phong cùng một chỗ giết tới. Hàn Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể trước giải quyết những thứ này luyện khí kỳ 6-7 tầng Diệp gia đệ tử. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 50. Bên ngoài sân các đệ tử, nhìn đến một màn kia, nghe được Diệp Long Uyên nói lời, phổi đều muốn tức điên. Tế tổ đại điển không là công bằng giao đấu sao? Một đám người đánh một cái tính toán cái gì hảo hán. Cứ như vậy đang còn muốn tổ sư ra trước mặt biểu hiện. Cái này đặc yêu không phải biểu hiện, là khi dễ người, tổ sư ra mới sẽ không cho các ngươi ban thưởng đồ tốt đâu. Thực lực không đủ, thì ỷ vào pháp khí nhiều để thủ thắng, ngươi làm sao không tìm cái vương bát vỏ bọc chui vào à? Hắn mụ, đánh không lại thì gọi người, sợ bị đánh thì dùng pháp khí trồng chất, vậy ngươi còn ra ngoài làm gì? Đợi ngủ ở nhà cảm giác tốt bao nhiêu à? Trước đó nói người ta Hàn Phong không theo ngươi đơn đấu, không phải cái đàn ông, bây giờ người ta tới, ngươi ngược lại là cùng người ta đơn đấu à? Đối mặt tình địch, còn không dám một đối một đơn đấu, ngươi nếu là thật bằng bản sự thắng Hàn Phong, nhân gia Khương sư tỷ không chừng còn có thể coi trọng ngươi một chút đâu. Không có chứng mặt hàng, xem người ta yếu liền muốn khi dễ người ta, xem người ta mạnh thì gọi người, đồ ăn thì luyện nhiều, thua không nổi đừng đùa. Người Diệp gia liền sẽ dùng một số bỉ ổi vô sỉ trộm đạo thủ đoạn, lại là ám sát lại là quần ẩu, thật hắn mụ không biết xấu hổ à? Đây chính là chúng ta thiên kiêu đệ tử, đây chính là thiên linh căn đệ tử. Mất mặt, lão tử cùng hắn tại một cái tông môn bên trong đều ngại mất mặt. Ta tuyên bố, ta về sau cùng Diệp Long Uyên tuyệt giao, ta không biết hắn. Diệp Long Uyên, không biết xấu hổ. Có một cái dẫn đầu hô to, còn lại cũng toàn đều đi theo hô lên. Diệp Long Uyên, không biết xấu hổ. Diệp Long Uyên, không biết xấu hổ. Rất nhanh, đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ liền vang tận mây xanh. Thứ nhất là bởi vì Diệp Long Uyên bỉ ổi vô sỉ thay đổi thất thường hành động, chọc nhiều người tức giận. Thứ hai thì là bởi vì rất áp vận, sáng sủa trôi chảy, mà lại quát lên trung khí 10 phần. Trên không trưởng môn, đau đầu đều nhìn tình cảnh này. Hắn làm trưởng môn hơn 100 năm, chủ trì qua hơn 100 lần tế tổ đại điển, trước kia cũng có hô hoán, nhưng vậy cũng là vì đệ tử nhóm phấn khích biểu hiện lớn tiếng khen hay. Nào giống lần này dạng này, 5 lần 7 lượt gây nên nhiều người tức giận, mấy chục vạn người lên án một người hoặc là người một nhà. Loại tình huống này không có xuất hiện qua à? Yên lặng, lại nhiễu loạn trật tự, bản tọa liền đem hình chiếu nhốt, không để cho các ngươi nhìn. Đối mặt với quần tình xúc động phẫn nộ các đệ tử, cho dù là trưởng môn cũng không dám nói quá nhiều ngoan thoại. Pháp bất trách chúng, chúng y khó vi phạm à? Bên ngoài chúng đệ tử lên án Diệp Long Uyên, bên trong Hàn Phong cũng đã có cực kỳ khó khăn. Cái kia 10 cái đệ tử cùng một chỗ hướng quanh hắn công, Diệp Long Uyên ở phía xa còn thỉnh thoảng cho hắn thình lình đến một chút, rất nhanh, trên người hắn liền xuất hiện thương thế. Hàn Phong âm thầm cắn răng, lửa giận công tâm, xem ra, không trước đem những này con dẹp giải quyết, là không có cách nào đi đối phó Diệp Long Uyên. Hàn Phong lợi dụng đúng cơ hội, nhìn về phía một cái sông gần nhất Diệp gia đệ tử, lập tức vọt tới, tay trái một phát bắt được đối phương cổ áo, tay phải một kiếm đâm xuyên cái kia đệ tử đan điền. Hàn Phong dùng kiếm bốc lên cái kia đệ tử, phẫn nộ quát. Lão tử đối thủ là Diệp Long Uyên, người nào hắn mụ xông về phía trước nữa, lão tử trước hết phế đi hắn tu vi, để hắn đời này cũng làm phế nhân. Lão tử liều mạng, cũng phải đem các ngươi toàn phế bỏ, không đánh được đánh xong các ngươi về sau lão tử thì lui ra, xem ai hung ác. Diệp gia đệ tử nhìn lấy cái kia bị đâm xuyên đan điền đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đột biến, lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cùng tiến lên, có thể sẽ đánh bại Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong lộ ra nhưng đã điên rồi, hạ sát thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp thì là hướng về phía phế bỏ tu vi tới. Ai lên trước, người nào liền bị phế bỏ tu vi, bọn hắn người nào cũng không muốn bị phế. Lúc này, một cái Diệp gia đệ tử đi lên phía trước, nói ra, Hàn Phong, đem trong tay ngươi người kia trả cho chúng ta không tham dự ngươi cùng Diệp Long Uyên sự tình. Hiện tại hắn còn có thể cứu, ngươi nếu là phế đi hắn, cái kia chính là buộc chúng ta cùng một chỗ liều mạng đi phế bỏ ngươi. ngươi lại nghĩ tìm Diệp Long Uyên báo thù, cái kia liền không khả năng. Ngươi bắt hắn cho ta, chúng ta không đánh với ngươi, ngươi cùng Diệp Long Uyên tự mình giải quyết. Diệp Văn, ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì? Diệp Long Uyên sắc mặt đột biến, lớn tiếng gầm thét. Ngươi im miệng, ngươi cái này hỗn trướng, ngươi làm hại Diệp gia tử đệ còn chưa đủ à? Diệp Văn giống hết Diệp Long Uyên về sau, lại hướng về Hàn Phong đưa tay nói, Hàn Phong, bắt hắn cho ta. Hàn Phong nghĩ về sau, rút kiếm ra, đem cái kia Diệp gia đệ tử cho Diệp Văn ném tới. Thế mà, Diệp Văn tại tiếp được cái kia đệ tử về sau, tiện tay hướng về sau ném đi, nói ra, chính mình lui ra. Sau đó, vậy mà nhanh chóng gần người tiến lên, lấy tốc độ như tia chớp hướng về Hàn Phong đan điền một kiếm đâm tới. Hàn Phong quá sợ hãi, mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, kiếm của đối phương đã đi tới trước người, hắn lại nghĩ hoàn toàn né tránh đã không kịp. Hắn chỉ có thể hết sức hướng bên phải tránh, miễn cưỡng né tránh mấy cái cm khoảng cách, kiếm của đối phương. Một kiếm xuyên thủng đan điền của hắn bên trái, mũi kiếm theo đan điền bên cạnh đâm xuyên qua hắn, không có thương tổn đến đan điền. Thân thể kia bị xuyên thủng kịch liệt đau đớn, để Hàn Phong nhịn không được hừ lạnh lên tiếng. Diệp Long Uyên thấy thế, ánh mắt sáng rõ, nói ra, Diệp Văn, tốt, cùng tiến lên, chơi chết hắn. Nói dứt lời, Diệp Long Uyên liền dẫn chung quanh các đệ tử, hướng về Hàn Phong cùng một chỗ giết tới. Bí cảnh bên ngoài quảng trường phía trên các đệ tử, vốn là đều là tại ngừng thở, nhìn lấy hình chiếu phía trên trận chiến kia. Khi nhìn đến Hàn Phong nguyện ý dùng cái kia đệ tử đổi cái khác người Diệp ra không xuất thủ thời điểm, bọn hắn không có mắng Hàn Phong sợ, bởi vì đây là lựa chọn chính xác nhất. Hàn Phong nguyện vọng là cùng Diệp Long Uyên đường đường chính chính đánh một trận, chung quanh đều là những đệ tử kia đối với hắn quấy nhiễu quá lớn, mà lại có bị thua khả năng. Vốn là bọn hắn coi là giao dịch có thể thuận lợi tiến hành, thật không nghĩ đến Diệp Văn vậy mà lật lọng, thừa cơ đánh lén Hàn Phong. Thoáng một cái, mọi người lửa giận lần nữa bị nhen lửa. Hắn mụ, Diệp Văn tên Vương Bát Đản này, vậy mà dùng lừa gạt thủ đoạn đến đánh lén Hàn Phong. Lật lọng tiểu nhân, đồ vô sỉ. Nhiều người như vậy đánh một cái, lại còn lừa gạt, còn đánh lén, Diệp gia người đều là như vậy Vương Bát Đản sao? Lão tử vừa mới nói không có chút nào sai, Diệp gia người tất cả đều bỉ ổi vô sỉ, không ai là vô tội, rắn chuột một ổ. Trên đời tại sao có thể có như thế ti tiện vô sỉ gia tộc à? Trong huyết mạch của bọn họ chảy xuôi theo bỉ ổi sao? Thật hắn mụ là người một nhà à? Về sau cùng người Diệp gia cộng sự, đến phòng lấy bọn hắn, người một nhà này rất xấu, từng cái 800 cái tâm nhãn, không chừng liền bị đâm lưng. Ngươi còn nghĩ đến cùng người Diệp gia cộng sự đâu? Lão tử về sau cùng toàn bộ Diệp gia phân rõ giới hạn, người Diệp gia luyện đan dược cũng không dám ăn, lão tử sợ bị độc chết. Đồng môn tỉ thí, lấy nhiều khi ít, còn lừa gạt đánh lén, các ngươi tại sao không đi tử à? Mắt thấy quần tình xúc động phẫn nộ, trưởng môn dứt khoát cũng không quản. Thích thế nào giọt đi. Chủ yếu cũng là người Diệp gia quá bất tranh khí, một trận tế tổ đại điển, liên tiếp cợt nhả thao tác, để bọn hắn toàn cả gia tộc danh dự ngã xuống đáy cốc, thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 51, một bên Khương Tô Nhu phụ thân, nghiến răng nghiến lợi nói, thật không nghĩ tới à, cộng sự nhiều năm như vậy Diệp gia, vậy mà là như vậy rắn chuột một ổ. Hàn Phong cái này nguy rồi, muốn bị vây đánh, nhiều người như vậy đánh hắn, một mình hắn làm sao gánh vác được à, tranh thủ thời gian lui ra đi. Khương Hoài Dương lắc đầu nói, cha, bằng tâm mà nói, như là của ngài hảo hữu bị cừu nhân hại thành cái dạng kia, tại ngài còn không có cho hảo hữu báo thù rửa hận thời điểm, cũng sẽ không lui ra đi. Hàn Phong hiện tại lòng tràn đầy đều là lửa giận, hắn sẽ không lui ra, chí ít tại đánh bại Diệp Long Uyên trước đó, hắn là sẽ không lui ra. Ai, là cái hảo hài tử à, cũng trách ta, không có nhanh chóng phát hiện thiên phú, không thể cho hắn tài nguyên bảo vật à. Hiện tại hắn đối thủ có pháp khí hộ thân, có liệu thương đan dược, có pháp khí công kích, còn có nhiều như vậy trợ thủ. Nhưng hắn không có cái gì. Những vật này, liền Nhu Nhi trên thân cũng không nhiều, trên người hắn làm sao có thể nhiều đây. Nếu là hắn có những thứ này, cũng không đến mức đối mặt như thế một trận không công bằng chiến đấu à. Nghe phụ thân lời nói, Khương Hoài Dương cũng thở dài nói, cũng trách ta, kỳ thật ta đã sớm biết hắn thiên phú dị bẩm, là ta không nói. Trở về sau, chính mình đi từ đường bên trong quỳ 3 ngày thỉnh tội. Ta. Hàn Phong kịch liệt đau đớn, chung quanh mười mấy thanh kiếm hướng về hắn đột nhiên đâm đi qua. Đạo kiếm mang, hướng về hắn gào thét mà đến. Hàn Phong không kịp do dự, lập tức thoát ra lui lại, đem thanh kiếm kia theo trong thân thể của mình rút ra. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tránh né. Nhưng kiếm mang kia tốc độ sao mà nhanh, vẫn là đi tới trước mắt của hắn. Đột nhiên, sau lưng của hắn, tiểu hồ ly bỗng nhiên thoăn đi ra, cản đến Hàn Phong trước mặt, cái kia hơn 10 đạo kiếm mang tất cả đều bổ vào tiểu hồ ly trên thân. Tiểu hồ ly kêu thảm một tiếng, trong miệng thốt ra máu tươi, bị kiếm mang trùng kích nện vào Hàn Phong trong ngực. Hàn Phong ôm lấy tiểu hồ ly, một bên nhanh chóng phi hành kéo dài khoảng cách, một bên nhìn về phía nó. Nhìn đến tiểu hồ ly cái kia thổ huyết thụ thương bộ dáng yếu ớt, Hàn Phong tâm lý đau lòng tới cực điểm. Ngươi tiểu gia hỏa này, lại không có tu vi, làm gì muốn thay ta cản à, ngươi sẽ chết có biết hay không? Hàn Phong vừa lo lắng lại đau lòng nói ra. Tiểu hồ ly hấp hối nhìn lấy Hàn Phong, nói ra, không sao, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, là ta gặp được, một cái duy nhất không đúng ta ôm lấy ác ý nhân loại, vì ngươi, ta nguyện ý thay ngươi ngăn cản công kích. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, sau khi trở về, ăn 50 khối linh thạch liền có thể khôi phục. Ngươi yên tâm, về sau ta linh thạch, đều cho ngươi ăn. Hàn Phong đau lòng không thôi. Tốt, một lời đã định, không cho phép đổi ý. Tiểu hồ ly siêu đến một chút đứng lên, nhảy tới Hàn Phong trên bờ vai. Hàn Phong nhìn nó cái kia sinh long hoạt hổ bộ dáng, nào giống là thụ thương à? Phi, thật có thể diễn à? Bên ngoài sân các đệ tử, chẳng lẽ lộ ra vẻ mặt vui cười, cười thành một đoàn, đều nói Hàn Phong cái này con tiểu hồ ly, thật sự là quá cổ linh tinh quái, tinh nghịch vừa đáng yêu. Tiểu hồ ly đứng tại Hàn Phong trên bờ vai, nhanh chóng nói ra, ngươi nghe ta, ngươi muốn phát huy ưu thế của ngươi, bọn hắn nhiều người, cùng bọn hắn liều mạng là phương pháp ngu xuẩn nhất. Tốc độ ngươi nhanh, ai cũng đuổi không kịp, nhưng đối phương tu vi cao thấp không đồng nhất, tốc độ có nhanh có chậm, ngươi chỉ cần kéo dài khoảng cách, đối diện từ từ cũng đều kéo dài khoảng cách. Ngươi không cần quản tốc độ nhanh nhất Diệp Long Uyên, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, bắt được một cái lạc đàn trực tiếp làm phế, sau đó lại chạy, lại đánh, không cần mấy hiệp, ngươi liền có thể làm phế mấy cái khác cũng liền hù chạy. Có đạo lý à, tiểu hồ ly ngươi thông minh có thể à? Hàn Phong lập tức làm theo, mang theo một đám Diệp gia đệ tử tại vùng này bên trong vòng quanh lên. Quả nhiên như tiểu hồ ly nói, tốc độ của những người này có nhanh có chậm, không bao lâu, mỗi người ở giữa liền kéo tới mấy cái khoảng trăm thước. Sau lưng khoảng cách gần nhất Diệp Long Uyên còn tại nhục mạ kêu gào, Hàn Phong mắt điếc tai ngơ, vòng quanh phạm vi, quan sát đến chiến trường. Bỗng nhiên, tốc độ của hắn đột nhiên bạo phát, lập tức nhào về phía vị trí giữa hướng về một cái Diệp gia đệ tử giết tới. Hàn Phong tốc độ nhanh không hợp thói thường, cơ hồ trong chớp mắt liền giết tới cái kia đệ tử trước mặt. Cái kia đệ tử mừng rỡ trong lòng, lập tức hô lớn, Hàn Phong tới, mau tới đánh hắn. Thế mà, lúc này, hắn mới phát hiện hai vấn đề. Đệ nhất, chung quanh đệ tử cách hắn đều quá xa, gần nhất cũng có mấy trăm mét. Thứ hai, hắn chỉ là luyện khí kỳ 6 tầng mà thôi. Hàn Phong lấy lôi đình chi thế, hám sơn chi đụng giống như, hung hăng một đầu đụng phải cái kia đệ tử trên thân, đem đâm đến đại miệng phun ra máu tươi, nhưng cũng không có bay rớt ra ngoài. Bởi vì Hàn Phong bắt lấy hắn. Hàn Phong tay trái nắm lấy cổ của đối phương, tay phải cầm kiếm, một kiếm đâm xuyên đối phương đan điền, sau đó hung hăng vặn một cái, đem đối phương đan điền quấy nhão nhoẹt. Làm phế đi một cái. Cái kia đệ tử vạn phần hoảng sợ, lập tức hô to, ta lui ra. Trên bầu trời, một đạo truyền tống trận xuất hiện, hướng về phía dưới cực tốc mà đến. Hàn Phong lập tức vứt bỏ đối phương, thoát ra lui lại. Hắn cũng không muốn cùng lấy đối phương cùng một chỗ bị truyền tống đi. Truyền tống trận đem cái kia đệ tử truyền tống đi, phía ngoài người Diệp gia nhanh đi tiếp được cứu giúp. Mà Hàn Phong thì quan sát chiến trường, gặp bốn phía đệ tử đều hướng về hắn bao vây, nhưng tất cả đều đuổi tới còn cần trong một giây lát thời gian, hắn còn có thời gian lại xử lý một địch nhân. Hắn lập tức hướng về bên phải cái kia Diệp gia đệ tử bay đi, hắn cùng người kia đều là hướng về đối phương bay, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Hàn Phong bắt chước làm theo, một phát bắt được đối phương, một kiếm hướng về đối phương đan điền đâm tới. Thế mà, trên người của đối phương lại xuất hiện một tầng màn sáng, đem kiếm của hắn cản lại. Không nghĩ tới đi, ta có pháp khí hộ thân. Cái kia đệ tử cười lạnh một tiếng, liền giơ kiếm hướng về Hàn Phong bổ tới. Hàn Phong trong lòng tức giận, đầu tiên là một kiếm đánh bay kiếm của đối phương, sau đó giơ lên kiếm, hung hăng tại trên người đối phương toàn lực bổ 3 lần, đem đối phương pháp khí hộ thân chém nát, không cho đối phương một lần nữa cầm pháp khí hộ thân thời gian, một kiếm liền hướng về cái kia đệ tử đan điền đâm tới. Cái kia đệ tử thấy thế, vạn phần hoảng sợ, lập tức hô lớn nói, ta lui ra. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện màn sáng, hướng phía dưới hạ xuống tới. Nhưng Hàn Phong càng nhanh, một kiếm liền đâm xuyên qua đối phương đan điền, tại cái kia màn sáng rơi xuống trên người đối phương trước đó, hung hăng vặn một cái, đưa vào một đạo linh khí, đem đối phương đan điền xoắn nát. Màn sáng mang theo cái kia đệ tử, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, biến mất không thấy. Tình cảnh này dọa sợ những cái kia truy kích Diệp gia các đệ tử, bọn hắn biết Hàn Phong thủ đoạn độc ác, không nghĩ tới Hàn Phong sẽ dùng phương thức như vậy đến đối phó bọn hắn. Hàn Phong nhìn lấy những người kia, cười lạnh nói, còn chi à, ta đã cảnh cáo các ngươi, không muốn phế bỏ thì cút xa một chút, có thể các ngươi lật lọng, chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi tiếp lấy truy người nào phế, đời này các ngươi đều xong. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 52. Nói dứt lời, Hàn Phong lập tức xoay người rời đi, tiếp tục dựa vào tốc độ của mình đến cánh diều địch nhân. Diệp Long Uyên đã muốn tức điên, vốn là lần này tới bí cảnh, hắn là làm đủ chuẩn bị. Hắn đã sớm đánh nghe cho kỹ, Khương gia bên kia chỉ có hơn 20 người, mà Hàn Phong ngoại trừ có thể dựa vào Khương gia bên ngoài, ai cũng dựa vào không được. Hắn kêu lên Diệp gia 20 mấy người, hai nhà bọn họ đều là đại tộc, nhân khẩu rất nhiều, bàng chi đếm không hết. Dòng chính con thứ cũng rất nhiều, hàng năm 18 tuổi người trong, luôn có thể tìm ra 10 mấy 20 cái. Hắn kêu lên Diệp gia 20 mấy người, hai nhà bọn họ đều là đại tộc, nhân khẩu rất nhiều, bàng chi đếm không hết. Dòng chính con thứ cũng rất nhiều, hàng năm 18 tuổi người trong, luôn có thể tìm ra 10 mấy 20 cái. Để cho an toàn, Diệp Long Uyên còn vận dụng quan hệ của gia tộc, những cái kia trong nhà làm trưởng lão. Bọn hắn đều có đệ tử, kêu lên vừa độ tuổi có thể tiến vào bí cảnh các đệ tử, tiếp cận đủ hơn 50 người. Cái này đánh Khương gia 10 phần chắc chín. Nhưng hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên thẳng đến không ngừng tổn binh hao tướng, Diệp gia đệ tử đều đã hao tổn rơi mất 4 người. Cái này hơn 50 người bên trong, cũng không hoàn toàn là người Diệp gia, những cái kia đệ tử khác nhóm, nhân gia có thể giúp hắn đánh nhau, nhưng không có khả năng giúp hắn liều mạng, tránh thức đến giúp Diệp Long Uyên truy sát Hàn Phong, chỉ có Diệp gia bản gia người. Dù sao, tiến vào bí cảnh thu hoạch được tổ tiên chúc phúc cơ hội, cả một đời cũng chỉ có một lần mà thôi, ai cũng sẽ trân quý, vạn nhất có thể thu hoạch được đồ tốt đâu. Lại không tốt cũng là tu vi tăng trưởng, hoặc là tư chất cải thiện. Nhân ra tội gì đi tìm Hàn Phong cái kia người điên liều mạng. Có thể cứ như vậy, tổn thương cũng chỉ có người Diệp gia. Lần này để Diệp gia nhiều người như vậy đã mất đi cầu phúc tư cách, Diệp Long Uyên đã nghĩ đến, chính mình sau khi trở về, sẽ phải gánh chịu như thế nào trách phạt. Chí ít, hắn tam thúc, cũng chính là Diệp Long Tuyền phụ thân, sẽ hận hắn tận xương. Nếu như hắn đánh bại Hàn Phong, để Hàn Phong cũng trả cái giá lớn như vậy, cho các huynh đệ khác báo thù. Sau khi trở về còn tốt bàn giao một số, muốn là hắn lại bị đánh bại, cái kia sau khi trở về, đem đứng trước càng lớn trừng phạt. Đương nhiên, Diệp Long Uyên lúc này còn không biết, bên ngoài đã quần tình xúc động phẫn nộ, bởi vì hắn, Diệp gia quả thực thành chuột chạy qua đường, Diệp gia các trưởng bối đã bắt đầu thương lượng làm sao trừng phạt hắn. Về phần hắn cha, bởi vì hắn cái này hảo đại nhi nguyên nhân, triệt để tranh đoạt gia chủ người thừa kế vô vọng. Thật sự là hố cha à. Thế mà, đã nghèo còn gặp cái eo, ngay tại Diệp Long Uyên muốn dẫn người đuổi theo giết Hàn Phong thời điểm, một cái Diệp gia dòng chính đệ tử nói ra. Diệp Long Uyên, chúng ta giúp cho ngươi đã đủ nhiều, gia tộc tổn thương nhân thủ cũng không ít, còn lại xem chính ngươi, cái này chung quy là chuyện của ngươi, vẫn là ngươi tự mình xử lý tương đối tốt. Đều là đồng môn sư huynh đệ, công bình quyết đấu đi. Nói dứt lời, hắn liền quay người hướng về phía dưới bay đi. Đừng đi, trở về à. Diệp Long Uyên nhìn lấy bọn hắn, lo lắng hò hét. Có một cái thì có một đám, người khác cũng ào ào theo rời đi, chỉ còn lại có một cái con thứ bảng chi đệ tử, tuét miệng đối Diệp Long Uyên cười nói. Uyên ca, không có việc gì, ta còn giúp ngươi. Hắn là muốn thừa dịp lúc này bày tỏ lòng trung thành, trèo lên Diệp Long Uyên cái này quan hệ, dù sao hắn chỉ là cái con thứ, cầm tới tài nguyên cùng Diệp Long Uyên dạng này dòng chính là không giống nhau. Hảo huynh đệ, tuy nhiên ta không biết ngươi gọi cái gì, nhưng về sau ngươi chính là của ta thân huynh đệ. Diệp Long Uyên cảm động vạn phần. Cái kia đệ tử cũng liên tục gật đầu, bỗng nhiên, hắn đan điền chỗ truyền đến đau đớn một hồi, hắn khó có thể tin cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy đan điền của mình chỗ đã xuất hiện một thanh kiếm nhận, cái kia kiếm nhận hung hăng uốn éo, đem đan điền của hắn cấp rảo cái lưa thưa nát. Sau lưng, truyền đến cái kia quỷ mị một dạng thanh âm. Ưa thích xính anh hùng đúng không? Ngươi thật cần phải may mắn trong này không cho phép giết người. Hàn Phong đã sớm lặng lẽ ngừng lại một chút phía sau của hắn. Hắn bỗng nhiên hất lên kiếm, đem cái kia đệ tử cho đánh xuống đi, trùng điệp ném tới mặt đất. Diệp Long Uyên, ngươi đã chúng bạn xa lánh, ngươi những huynh đệ kia đã phế bỏ, hiện tại cái kia đến phiên ngươi. Hàn Phong lạnh hừ một tiếng, nâng kiếm hướng về Diệp Long Uyên giết tới. Diệp Long Uyên sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn cũng không nhìn phía dưới cái kia thân huynh đệ trực tiếp liền cùng Hàn Phong đánh nhau. Lúc trước rời đi những cái kia Diệp gia đệ tử, nhìn thấy màn này về sau, âm thầm may mắn tự mình làm đúng. Cái kia dẫn đầu rời đi Diệp gia đệ tử đi tới phía dưới, đối với cái khác Diệp gia đệ tử cùng đồng lõa nhóm nói ra, tốt, tất cả dừng tay đi. Những cái kia chính đang vây công Khương gia người đệ tử lập tức thoát ra lui lại, nhưng cũng không có tán đi vòng vây. Hắn đối Khương Tô Nhu nói ra, hai nhà chúng ta không cần thiết lại đánh, cái này chung quy là Diệp Long Uyên cùng Hàn Phong tư nhân ân oán, thì để chính bọn hắn đi giải quyết, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Hiện tại, Khương gia người muốn đi cầu phúc, hoặc là lui ra rời đi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là, các ngươi không thể đi giúp Hàn Phong. Đồng dạng, làm trao đổi, chúng ta cũng sẽ không đi giúp Diệp Long Uyên. Nhưng các ngươi nếu như muốn tiếp tục xuất thủ, chúng ta không ngại đánh tiếp. Hàn Phong làm sao đối người nhà của chúng ta thì làm sao đối đãi các ngươi người nhà. Dù sao tại nhân số phía trên, các ngươi cũng không chiếm ưu thế, mà lại các ngươi thương thế cũng đều không nhẹ. Xác thực, đi qua vừa mới một phen ác chiến, nhân số lên không chiếm ưu thế Khương gia người, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, trên thân từng cái mang theo thương thế, xác thực không thích hợp đánh nữa. Mà lại, bởi vì Hàn Phong cùng Diệp Long Uyên lên đầu, chiến đấu đại giới đã thăng lên đến tu vi toàn phế tiên lộ vô vọng trình độ. Trước kia tối đa cũng là đánh bại sau cướp đoạt tiên linh tinh, người nào cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết, sẽ không phế bỏ người khác tu vi, dù sao không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng bây giờ, đã có liên tục nhiều người bị phế sạch đan điền. Nếu thật là đánh tức giận, người Diệp gia cùng Khương gia người lẫn nhau phế đan điền, cái kia chính là hai nhà người không chết không thôi cừu hận. Đạo lý này, Khương gia hiểu, Diệp gia cũng hiểu, bọn hắn ai cũng biết làm như vậy đại giới là cái gì. Đánh đến bây giờ, không lại đánh cũng là kết cục tốt nhất. Khương Tô Nhu nghĩ về sau, đối người sau lưng nói ra, thay phiên đi cầu nguyện, người khác cảnh giới, cầu nguyện xong khoan hãy đi, trở về tiếp tục cảnh giới. Khương Tô Nhu không tin được Diệp gia, sợ Diệp gia đánh lén. Vâng, mọi người lập tức gật đầu. Nhưng là, Khương Tô Nhu cũng không yên lòng Hàn Phong, Hàn Phong hiện tại đang cùng Diệp Long Uyên đánh, Diệp Long Uyên trên người có không ít đan dược và pháp khí hộ thân, mà Hàn Phong trên thân không có cái gì. Dạng này đánh xuống là rất thua thiệt. Khương Tô Nhu nghĩ về sau, nhìn về phía cái kia Diệp gia dòng chính đệ tử, nói ra, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cái gì đánh bạc? Ta đến đánh với ngươi, ta nếu là đánh thắng ngươi, ta thì giúp Hàn Phong, ngươi nếu là đánh thắng ta, ngươi cũng có thể đi giúp Diệp Long Uyên, thế nào? Nghe nói như thế, cái kia Diệp gia đệ tử thổi phù một tiếng cười, nói ra, Khương sư muội, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, chúng ta là sợ Hàn Phong sao? Cái gì? Khương Tô Nhu đôi mắt đẹp kinh ngạc nói. Hàn Phong đấu pháp quá không biết xấu hổ, tốc độ của hắn nhanh, thực lực mạnh, một mực chạy, bắt chúng ta lạc đàn, chúng ta nhân số không phát huy ra ưu thế đến, sẽ chỉ bị hắn từng cái đánh tan. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 53. Cho nên, liền xem như ta đánh bại ngươi, ta cũng sẽ không đi giúp Diệp Long Uyên, đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn đi cùng ngươi đánh. Cái kia Diệp gia đệ tử mạch suy nghĩ rõ ràng, phân tích đạo lý rõ ràng. Khương Tô Nhu sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, vậy các ngươi thì không sợ, Hàn Phong đánh bại Diệp Long Uyên về sau, lại tới tìm các ngươi đều muốn phiền phức. Đương nhiên không sợ, Hàn Phong có thể đánh bại chúng ta cơ sở, là chúng ta đuổi theo hắn, nếu như hắn đến đánh chúng ta một đám người bị động phòng thủ, một đợt liền có thể đánh chết hắn. Hàn Phong không phải người ngu, hắn sẽ không tới cùng chúng ta sở hữu người Diệp ra đánh. Hắn hận chỉ có Diệp Long Uyên một người mà thôi. Cho nên nói, chuyện của hai người họ, thì để bọn hắn hai giải quyết đi, ta thân là Diệp gia đệ tử, duy nhất có thể làm, cũng là giúp Diệp Long Uyên kiềm chế lại các ngươi Khương gia người mà thôi. Hai chúng ta nhà không có thâm cừu đại hận, không cần thiết lại động thủ thương tổn hòa khí. Đương nhiên, nếu như Khương sư muội nhất định phải động thủ, chúng ta Diệp gia cũng không để ý không thương hương tiếc ngọc. Cái khác Khương gia người, cũng phải theo các ngươi không may. Vậy ngươi vì cái gì không cần chúng ta tới uy hiếp Hàn Phong đâu? Đã các ngươi lợi hại như vậy. Khương Tô Nhu cười lạnh nói. Cái kia Diệp gia đệ tử mỉm cười, nói ra, ta nói, hai nhà chúng ta không cần thiết thương tổn hòa khí, mà lại chúng ta người Diệp gia cũng không hoàn toàn là ti tiện người. Sử dụng người khác đến uy hiếp đồng môn sự tình, Diệp Long Uyên có thể làm được. Lừa gạt đánh lén sự tình, Diệp Văn có thể làm được. Nhưng là những chuyện này, ta làm không được. Ngươi tên là gì? Diệp Võ Long, Âm Dương Phong đệ tử. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Khương Tô Nhu nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Phong chiến trường kia. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Hàn Phong có thể đánh bại Diệp Long Uyên. Nàng không thể lại dẫn Khương gia đệ tử đi cùng người Diệp gia liều mạng, Hàn Phong một thân một mình, sau lưng nàng lại có gia tộc. Tuy nhiên, nàng cũng rất muốn giúp hắn, nhưng nàng đã nghĩ hết biện pháp. Nếu như nàng đi lên, như vậy Diệp gia cùng Khương gia đem về lần nữa bạo phát đại chiến, bọn hắn ở thế yếu, vẫn là không giúp được Hàn Phong. Diệp Võ Long một phen, để ngoại giới các đệ tử, đối Diệp gia cảm quan thoáng cải thiện một chút. Bọn hắn minh bạch Khương Tô Nhu hiện tại khốn cảnh, cũng lý giải cách làm của nàng, nhưng bọn hắn cũng biết, người Diệp gia không đi giúp Diệp Long Uyên là xây dựng ở Hàn Phong tốc độ quá nhanh trên cơ sở. Nếu như bọn hắn có thể đuổi kịp Hàn Phong, khẳng định sẽ không chút do dự đi làm phế Hàn Phong. Trên chiến trường, Hàn Phong cùng Diệp Long Uyên chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Cứ việc Diệp Long Uyên có không ít pháp khí hộ thân, cứ việc Diệp gia gia đại nghiệp đại, nhưng Diệp Long Uyên cũng chỉ là bên trong một cái tử đệ thôi, không có khả năng nắm giữ quá nhiều không phù hợp cảnh giới tài nguyên. Hai người đánh 10 phần kịch liệt, Hàn Phong cũng không ngốc, không lại cùng Diệp Long Uyên liều mạng, mà chính là bằng vào tốc độ của mình linh hoạt đi bộ, tránh né Diệp Long Uyên công kích, còn một bên công kích Diệp Long Uyên. Trên cơ bản, Diệp Long Uyên có thể công kích đến Hàn Phong một lần, Hàn Phong liền có thể công kích đến Diệp Long Uyên 3 lần. Hai người đều là luyện khí kỳ, thi triển không ra quá nhiều quá mức lợi hại thần thông thuật pháp, đánh lên phương thức cũng so sánh nguyên thủy. Diệp Long Uyên tại Hàn Phong trên thân không ngừng lưu lại thương thế, mà Hàn Phong cũng phá vỡ Diệp Long Uyên một kiện lại một kiện pháp khí hộ thân. Hai người kịch chiến sau 3 canh giờ, đều là mình đầy thương tích, linh khí không đủ. Rốt cục, Hàn Phong thành công đánh nát Diệp Long Uyên sau cùng một kiện pháp khí hộ thân. Hai người từ không trung phía trên rơi xuống mặt đất, đều là thở hồng hộc, tình trạng kiệt sức. Hàn Phong cười lạnh nói: "Ngươi còn tiếp lấy cầm à, ngươi còn có bao nhiêu pháp khí hộ thân? Sử dụng hết đi." Diệp Long Uyên dùng kiếm chống mặt đất, răng giặc nói ra: "Đúng, ta pháp khí hộ thân, đúng là sử dụng hết, bất quá ngươi muốn coi là dạng này ta thì thua, vậy coi như 10 phần sai. Hiện tại, ngươi còn có bao nhiêu linh khí có thể dùng? Thương thế trên người, còn có thể gánh vác được bao lâu đâu?" Hàn Phong mắng trả lại, nói thật giống như ngươi còn có bao nhiêu linh khí một dạng, thương thế không có ta trọng lại như thế nào. Ta có thể đánh đến ngươi, ngươi đánh không đến ta, sau cùng thua vẫn là ngươi. Không, vẫn là câu nói kia, ngươi hao tổn bất quá ta, quỷ nghèo. Diệp Long Uyên theo chữ vật túi bên trong, lấy ra một cái đan bình, hướng về Hàn Phong nhiều hứng thú giải thích nói: "Nơi này có một bình đan dược, tên là Phục Linh Đan, có khôi phục nhanh chóng thương thế cùng linh khí hiệu quả. Mà cái này một bình Phục Linh Đan, chính là thượng phẩm Phục Linh Đan, là từ một gốc hiếm thấy 350 năm dược linh tam châm hoa làm chủ dược luyện chế mà thành. Càng là thượng phẩm luyện đan sư Triệu Hoài Vân tự tay luyện chế. Riêng này một gốc tam châm hoa thì trọn vẹn hao tốn 4.500 linh thạch, tăng thêm cái khác nguyên bộ phụ liệu, quang dược thảo liền xài hơn 5.000 linh thạch. Thì cái này một viên đan dược liền có thể khôi phục ta toàn bộ đều thương thế. Ngươi hiểu chưa? Quỷ nghèo." Nói dứt lời, Diệp Long Uyên xuất ra một viên đan dược, bỏ vào trong miệng của mình, lên tiếng phá lên cười. Hàn Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đối phương có thể đầy đủ khôi phục thương thế cùng linh khí đan dược, mà hắn không có, dạng này đánh xuống, ưu thế của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ. Bỗng nhiên, ngay tại cười to Diệp Long Uyên, dừng lại tiếng cười, nhìn về phía cái kia bình đan dược, nghi ngờ nói: "A, làm sao không có tác dụng?" Nói chuyện, hắn lại không tin tà đổ ra một hạt, nuốt vào, vẫn là không có hiệu quả gì. Hàn Phong đột nhiên minh bạch, hắn nghĩ tới một việc. Tháng trước, hắn cầm lấy một gốc trúc phúc trả về 350 năm dược linh tam châm hoa, đi đấu giá trường. Sau cùng bị Diệp gia lấy 4.500 linh thạch giá cao mua đi, sau đó để Đan Hà Phong Triệu Hoài Vân đi luyện chế ra. Mà Diệp Long Uyên hiện tại trong tay cầm lấy viên kia đan dược, vừa vặn là được. Hàn Phong tháng trước tiện tay đào một cái hố, vừa vặn hố hiện tại Diệp Long Uyên. Trước kia hắn bắn một phát súng, viên đạn trúng đích hiện tại Diệp Long Uyên. Hàn Phong nhìn lấy Diệp Long Uyên trong tay bình đan dược, ánh mắt lửa nóng lên. Đối phương ăn hay chưa hiệu quả, hắn ăn hữu dụng à? Hàn Phong lập tức một kiếm quét ra, kiếm mang trong nháy mắt trúng Diệp Long Uyên tay phải, đem tay phải hắn kích thương, trong tay bình đan dược cũng nát. Còn lại 5 hạt Phục Linh Đan rơi xuống đất. Diệp Long Uyên giận tím mặt, cũng không quản trên đất đan dược, dù sao cũng không quản dùng, lập tức liền hướng về Hàn Phong giết tới. Hàn Phong một thanh móc ra tiểu hồ ly, vứt xuống những đan dược kia bên cạnh, chính mình thì đi kéo lại Diệp Long Uyên. Tiểu hồ ly đầu tiên là mê mang một chút, nhìn một chút trên đất đan dược, liền nghĩ tới Hàn Phong từng đối với nó nói, hắn trả về đồ vật chỉ có chính hắn có thể sử dụng. Thông minh tiểu hồ ly trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy, lập tức nhặt lên trên đất Phục Linh Đan, nhảy lên một cái, đi tới Hàn Phong trước ngực, vụng trộm đem đan dược bỏ vào trong ngực của hắn. Cái tiểu động tác này, bởi vì nó chính mình thân thể cản trở, tăng thêm Hàn Phong cùng Diệp Long Uyên giao chiến say xưa, người nào đều không có chú ý tới. Xinh đẹp, ta tiểu hồ ly. Hàn Phong mừng rỡ trong lòng, lập tức khống chế những đan dược kia tiến vào chữ vật túi, sau đó một bên đánh, một bên quang minh chính đại theo chữ vật túi bên trong lấy ra một hạt đan dược, chính mình ăn vào. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 54. Tại bên ngoài xem ra, ai cũng sẽ cho rằng cái này một hạt đan dược là Hàn Phong theo chính mình chữ vật túi bên trong lấy ra, mà sẽ không cho là cái kia chính là Diệp Long Uyên đan dược. Hàn Phong ăn vào đan dược về sau, rồi dao dược lực lập tức theo linh khí tràn ngập toàn thân, một bên khôi phục thương thế của hắn, một bên khôi phục hắn linh khí. Thượng phẩm đại sư luyện chế cao giai đan dược thật không phải thổi, hiệu quả là thật tốt. Hàn Phong thương thế trên người, cơ hồ là mắt thường có thể đụng tại khép lại. Cảm nhận được thể nội dần dần tràn đầy linh khí, đạt được hồi máu hồi lam hiệu ứng tăng cường, Hàn Phong tinh thần đại chấn, cùng Diệp Long Uyên đánh thời điểm đều càng có sức lực, trực tiếp cũng là đè ép Diệp Long Uyên đánh. Diệp Long Uyên càng đánh càng cố hết sức, Hàn Phong càng đánh càng mạnh. Rốt cục, Diệp Long Uyên không chịu nổi, đem hết toàn lực, một kiếm bổ về phía Hàn Phong, đem Hàn Phong bức lui ra ngoài. Thừa dịp thời gian này, hắn lập tức lại từ trữ vật túi bên trong lấy ra một hạt đan dược, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hàn Phong, ngươi cho rằng không có Phục Linh Đan, ta liền không có thủ đoạn sao? Ngươi nhìn kỹ trong tay của ta đây là cái gì, cái này gọi Thị Huyết Đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên cực lớn chiến đấu lực. Cái này là một cái cao giai Thị Huyết Đan, mấy trăm năm dược linh dược thảo luyện chế. Đây là ta sau cùng thủ đoạn, lần này, ngươi không chết, chính là ta vòng." Nói dứt lời, Diệp Long Uyên một miệng nuốt vào Thị Huyết Đan. Phía dưới Khương Tô Nhu thấy thế, sắc mặt đại biến, nàng quá rõ ràng Thị Huyết Đan công hiệu, hiện tại tuy nhiên Hàn Phong có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong, nhưng Diệp Long Uyên một khi ăn vào Thị Huyết Đan, trong thời gian ngắn chiến đấu lực cùng tốc độ đều sẽ tăng vọt, linh khí khô kiệt Hàn Phong tất nhiên sẽ cấp tốc bị thua. Chính nàng cũng cầm lấy Hàn Phong đưa nàng Bạch Lăng La Hoa luyện chế được mấy cái Thị Huyết Đan, nhưng không có cho Hàn Phong, bởi vì lúc trước căn bản thì không có nghĩ tới sẽ để cho Hàn Phong đi chiến đấu. Nàng lập tức xuất ra một hạt Thị Huyết Đan, hướng về Hàn Phong thả tới. Hàn Phong tiếp được. Thế mà, nàng viên kia đan dược vừa mới ném ra, liền bị một đạo kiếm mang trực tiếp phá toái. Xuất thủ là Diệp Võ Long. "Khương sư tỷ, ta nói, vẫn là không nên nhúng tay tốt. Có thể Diệp Long Uyên có đan dược, Hàn Phong không có." Khương Tô Nhu cả giận nói: "Cái kia chuyện không liên quan đến ta, ta cũng sẽ không đi hướng Diệp Long Uyên cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, chúng ta còn là công bằng một điểm đi." Diệp Võ Long rằng giặc nói ra. Đáng giận, Diệp gia tất cả đều là tiểu nhân hèn hạ. Khương Tô Nhu cắn răng giận mắng. Một bên khác, Diệp Long Uyên ngông cuồng cười to, cho là mình đã nắm chắc phần thắng. Nhưng cười cười, hắn thì không cười. Tại sao lại không có tác dụng? Những gian thương này, những này luyện đan sư cầm giả đồ vật lừa gạt ta, bọn hắn đều đáng chết. Diệp Long Uyên sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hai lần nuốt vào đan dược, vốn cho rằng có thể thay đổi chiến cục, lại hai lần đều mất đi mặt to. Hàn Phong sắc mặt có chút cổ quái. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Diệp Long Uyên ăn Thị Huyết Đan, chẳng lẽ là Bạch Nạc luyện chế cái kia 10 viên một trong? Cái đồ chơi này, chính mình còn giống như có 8 viên à? Cái này cử chỉ vô tâm, hố Diệp Long Uyên hai lần. Về sau loại sự tình này đến làm ít, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, cuối cùng có một ngày sẽ bị người khác bắt được. Nhưng nghĩ đến đối phương là Diệp Long Uyên, Hàn Phong thì không cảm thấy không có ý tứ. Một chút áy náy cảm giác đều không có. Ngược lại cảm tạ tháng trước anh minh thần võ không cần đoán cũng biết chính mình. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, lại từ trữ vật túi bên trong lấy ra một cái bình đan dược. Trực tiếp mở ra cái bình hướng chính mình trong miệng đổ một hạt Thị Huyết Đan, bên ngoài người căn bản thấy không rõ đó là cái gì đan dược. Thu hồi cái bình về sau, Hàn Phong phẫn nộ quát. Diệp Long Uyên, không nên coi thường người, ngươi cho rằng thì ngươi có đan dược sao? Ta cũng có, tuy nhiên ta không có ngươi tốt, có thể đó cũng là chính ta tân khổ khổ tích lũy tiền mua, so ngươi cái này hoàn khố phế vật cái gì đều cầm trong nhà cường. Ta ăn đan dược, ta thừa nhận, không giống ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ăn đan dược còn giả bộ như không có tác dụng, còn mắng người ta luyện đan sư, thật sự là bưng lên bát ăn cơm để xuống bát chửi mẹ, các ngươi Diệp gia đều là vô sỉ như vậy tiểu nhân sao? Một phen nghe nhìn lẫn lộn về sau, Hàn Phong lập tức xông tới, hướng về Diệp Long Uyên khởi xướng tấn công mạnh. Diệp Long Uyên thấy thế quá sợ hãi, lập tức giơ kiếm chống đỡ. Nhưng là, linh khí khô kiệt thương thế quá nặng hắn, như thế nào sẽ là linh khí thương thế đều khôi phục, lại có Thị Huyết Đan tăng cường trên diện rộng chiến lực Hàn Phong đối thủ. Huống chi, Hàn Phong đối chiến hắn, vốn là chiếm thượng phong. Hàn Phong một kiếm này, trực tiếp đem Diệp Long Uyên cho oanh đến mặt đất. Diệp Long Uyên trùng điệp nện xuống đất, toàn thân gãy xương đứt gân, giống như là muốn chết mất một dạng. Ngay sau đó, Hàn Phong đáp xuống, lần nữa giơ kiếm, đầu tiên là ba đạo lông vũ hình dáng phong nhận đánh xuống, bổ trúng Diệp Long Uyên trái cánh tay phải, để thương thế hắn nặng hơn nữa, sau đó hung hăng một kiếm bổ tới. Diệp Long Uyên vội vàng phi thân lên, giơ kiếm chống đỡ, Hàn Phong cái kia vừa nhanh vừa mạnh một kiếm, trùng điệp bổ vào Diệp Long Uyên trên thân kiếm. một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, Diệp Long Uyên trong tay kiếm xuất hiện một đạo đại khe, sau đó tuột tay mà ra. Diệp Long Uyên bản thân, ở ngực cũng xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, sâu đủ thấy xương. Hắn té bay ra ngoài, trùng điệp nện xuống đất, đem trên mặt đất đập ra một cái hố to. Diệp Long Uyên miệng phun máu tươi, thương thế quá nặng, đứng lên cũng không nổi. Hàn Phong thấy thế, lập tức phi thân đi qua, lần này hắn mũi kiếm hướng xuống, nhắm ngay Diệp Long Uyên đan điền. Đây là một kích cuối cùng, hắn muốn một lần hành động phế bỏ Diệp Long Uyên. Hàn Phong cũng sẽ không nhân từ nương tay, cũng sẽ không phạm phải phản phái chết bởi nói nhiều sai lầm. Thế mà, Diệp Long Uyên rất thanh tỉnh, hắn biết mình đánh không lại Hàn Phong, lấy Hàn Phong tính cách, tất nhiên sẽ phế bỏ hắn, đủ kiểu tra tấn hắn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Diệp Long Uyên khoa học tự nhiên hô lớn nói, lui ra. Trên bầu trời, một màn ánh sáng hạ xuống tới, mang theo Diệp Long Uyên bay lên trên đi. Hàn Phong sắc mặt đại biến, nhưng lúc này đã không kịp, hắn một kiếm kia chỉ chém đứt Diệp Long Uyên chân trái chưởng. Diệp Long Uyên lưu lại một chân chưởng, người vẫn là chạy đi. Hàn Phong không cam lòng gào thét nộ hống, hung hăng một kiếm bổ trên mặt đất, đem bàn chân kia chưởng chém thành nát bùn, tại trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh. Hắn không cam tâm à, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ qua à? Hắn phế bỏ không ít người Diệp ra, có thể những người này chung vào một chỗ, cũng không có một cái nào Diệp Long Uyên trọng yếu à? Xa xa Diệp Võ Long nhìn thấy Diệp Long Uyên đi về sau, lập tức nói ra, người Diệp ra toàn thể lui ra. Lui ra. Sở hữu người Diệp ra cùng nhau hô hoán, bọn hắn tất cả đều rời đi. Vừa mới 3 canh giờ bên trong, người Diệp ra cùng Khương ra người tất cả đều cầu nguyện hoàn tất. Khương Tô Nhu lập tức bay về phía Hàn Phong, đỡ lấy hắn, nhìn đến hắn mình đầy thương tích, cũng nhìn thấy cái kia hối hận không cam lòng ánh mắt. Không sao, dù sao cũng là phế đi hắn cũng không giết được hắn, chúng ta chờ sau này, có cơ hội, tự tay giết hắn. Khương Tô Nhu an ủi Hàn Phong nói. Hàn Phong nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Khương Tô Nhu đạo lý. Ngươi thế nào? Thương tổn có nặng hay không? Hắn thương rất nặng, trọng thương ngã gục. Tiểu Hồ Ly nhảy ra ngoài, hết sức chăm chú vừa lo lắng nói. Cần đạo lữ thân ái mới có thể tốt. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 55. Khương Tô Nhu ngơ ngác một chút, biểu lộ có chút ngốc manh, chợt sắc mặt xoát một chút đỏ lên, tại Tiểu Hồ Ly trên đầu hung hăng gõ một cái. Ngươi tiểu gia hỏa này, nói vớ nói vẩn thứ gì đâu. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, tiểu gia hỏa này, vậy mà để cho ta đi thân Hàn Phong. Trước mặt nhiều người như vậy, ta làm sao có thể xuống đến đi miệng. Không đúng, đây không phải trọng điểm là ta sao có thể đi thân Hàn Phong đâu. Hắn lại không là ta. Giống như hắn thật là ta đạo lữ à? Không đúng, ta theo chừng nào thì bắt đầu tiếp nhận chuyện này rồi. Ta còn giống như thật quan tâm Hàn Phong, ta làm sao lại quan tâm hắn đâu. Khẳng định là bởi vì ta mới liên lụy hắn dạng này, ta mới có thể quan tâm an nguy của hắn, mà không phải ta trong lòng quan tâm hắn. Nhất định là như vậy. Khương Tô Nhu dạng này cho mình giải thích, đồng thời điều chỉnh tâm tính, để cho mình không lại như vậy đỏ mặt. Hàn Phong lúc này cũng khôi phục tỉnh táo, theo vừa mới không cam tâm bên trong tỉnh táo lại. Không quan hệ, phế không được thì phế không được nữa, thật muốn phế đi Diệp Long Uyên, hắn đời này cũng sẽ không ra cửa, cũng khó có thể giết chết hắn. Không phế bỏ lời nói, có tu vi Diệp Long Uyên, sớm muộn cũng sẽ có rời đi tông môn thời điểm, chính mình liền có thể vụng trộm tìm cơ hội giết hắn. Đây là không chết không thôi cừu hận. Nếu như nói trước kia Hàn Phong cùng Diệp Long Uyên là tình địch, sớm như vậy kinh lịch Diệp Long Uyên phái người đánh giết, phế bỏ Vương Miện, Hàn Phong phế bỏ Diệp Long Tuyền chờ Diệp ra đệ tử về sau, hai người thì là tử địch. Về sau, Hàn Phong địch nhân cũng không còn là Diệp Long Uyên một người, mà chính là toàn bộ Diệp ra. Hắn lần này phế bỏ Diệp ra nhiều người như vậy, hắn còn sống, đối Diệp ra mà nói cũng là sỉ nhục lớn lao, Diệp ra khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. Nhưng hắn cũng không hối hận, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ. Tạ ơn sư tỷ quan tâm, ta không sao, ngươi thế nào? Thương tổn có nặng hay không? Hàn Phong nhìn về phía Khương Tô Nhu, lo lắng hỏi. Ta không sao, một chút nội thương, ăn vào đan dược rất nhanh liền có thể tốt, cũng là ngươi, thương tổn thật sự là quá nặng đi, trước tiên đem đan dược ăn đi. Khương Tô Nhu xuất ra Phục Linh Đan, cho Hàn Phong. Hàn Phong sau khi nhận lấy, trực tiếp liền nuốt xuống. Hắn cũng không tiện nói mình nhặt được Diệp Long Uyên Phục Linh Đan. Lần này đa tạ Khương sư tỷ cùng Khương gia chư vị huynh đệ, cho các ngươi thêm phiền toái. Một cái Khương gia tử đệ cười nói, này, đều muốn người một nhà, nói cái gì hai nhà lời nói à. Hàn Phong biểu hiện ra chiến đấu lực cùng thủ đoạn độc ác, thành công khuất phục Khương gia đệ tử, dạng này một vị thiên kiêu, ngày sau thành tựu nhất định rất cao, có thể không cố gắng nịnh bợ sao. Hàn Phong cũng không phải trước kia cái vạn người ngại phế vật. Vương Miện thế nào? Hắn khôi phục một chút thương thế, nhưng là đan điền trên cơ bản vô vọng. Ta đi xem hắn một chút. Hàn Phong ngự kiếm phi lên, đi tới Vương Miện trước mặt. Lúc này, Vương Miện chính dựa lão tổ pho tượng, nửa ngồi lấy đây. Vương Miện. Hàn Phong ngồi xổm người xuống, đầy mắt đều là đau lòng. Vương Miện nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, có thể A Phong tử, vừa mới ngươi đánh cái kia một trận, ta toàn nhìn thấy, tiểu tử ngươi cũng không phải một phế nhân, ngươi lợi hại đây. Về sau ta đi ra, cũng có thể cùng người thổi như bức nói, ta có một cái thiên kiêu huynh đệ. Vương Miện, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi, đều tại ta. Đừng nói như vậy, hại ta chính là Diệp Long Uyên, không phải ngươi, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi không phải cũng phế bỏ mấy cái họ Diệp nha, ta không chỉ có đầy đủ bản, còn huyết kiếm lời à. Những cái kia người Diệp ra, có thể sẽ không cho rằng là Diệp Long Uyên hại bọn hắn, ta cũng sẽ không cho rằng là ngươi hại ta. Bất quá, đầu tiên nói trước à, ta hiện tại là người phế nhân, không thể tu luyện, về sau nhưng là trông cậy vào ngươi bảo hộ ta à. Phong tử, ngươi được thật tốt sống sót, cho dù là vì ta. Hàn Phong trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó mang lấy Vương Miện cánh tay, đem hắn đỡ lên, nói ra, huynh đệ, ngươi còn không có cầu nguyện à. Đến, hai ta cùng một chỗ hướng lão tổ cầu nguyện, để lão tổ tông hiển linh, giúp ngươi chữa khỏi thương thế. Hàn Phong vịn Vương Miện, bịch một tiếng quỳ gối tổ tiên pho tượng trước, sau đó theo chữ vật túi bên trong lấy ra hai cái tiên linh tinh. Thì thừa hai cái này, một viên là Khương sư tỷ cho ta, một viên là theo tiểu hồ ly trong miệng giành được, hai ta một người một cái. Tốt, có một cái như vậy đủ rồi, tiểu hồ ly này cũng là tham ăn, ha ha ha. Vương Miện cởi mở cười một tiếng. Hai người đem tiên linh tinh thả trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Hai người cùng nhau nói chuyện. Tổ tiên ở trên, hậu thế tử tôn tại hạ, cầu ngài giúp đỡ chút, lộ ra cái linh, đem ta huynh đệ Vương Miện thương thế. Nghĩ biện pháp trị liệu một cái đi, tu tiên lộ, đối với hắn thật sự là quá trọng yếu. Tổ tiên pho tượng, hậu thế tử tôn tại hạ, cầu ngài phù hộ Hàn Phong, để hắn cả đời bình an, thật tốt còn sống. Hai người bọn hắn là đồng thời cầu nguyện, chung quanh đệ tử, cùng bí cảnh phía ngoài đệ tử, lại nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người, không động dung. Tế tổ đại điển, cả đời chỉ có một lần cầu nguyện nghi thức, đây là lễ thành nhân. Cũng là đại biểu cho chính thức bước vào tu hành đường tiêu chí, càng là lần đầu tiên thu hoạch được cơ duyên thời khắc mấu chốt. Đây là mỗi người trong cuộc đời khó quên nhất thời khắc, cũng là duy nhất một lần không nhìn bối cảnh, không giữ nhà thế, không nhìn tư chất, không nhìn tài nguyên thu hoạch được cơ duyên cơ hội. Là bọn hắn tại luyện khí kỳ lúc, phải chăng có thể đánh tốt cơ sở, quyết định hạn mức cao nhất cơ hội. Có thể hai người kia, vậy mà không hẹn mà cùng, lựa chọn dùng một cơ hội này vì đối phương cầu phúc. Dạng này tình nghĩa, cảm thiên động địa, đây mới là huynh đệ, đây mới thật sự là hữu tình. Giờ khắc này, Hàn Phong cùng Vương Miện hữu tình, cảm động vô số người. Tổ tiên pho tượng cùng ngoại giới tòa kia không khác nhau chút nào, đồng dạng khuôn mặt, trong tay còn cầm lấy 8 hạt châu. Hạt châu tỏa ra ánh sáng, truyền xuống tới, rơi xuống Hàn Phong cùng Vương Miện trên thân, tình cảnh này, đại đa số người đều trải qua, cũng đều gặp rất nhiều lần. Vương Miện quang mang, khi tiến vào mi tâm 3 giây về sau, liền biến mất. Cùng đại đa số người nhiều tình huống không sai biệt lắm. Ban cho ngươi thượng cổ tiên thiên ngoại môn luyện thể chi thuật, bất tử kim cương quyết, không cần đan điền, thối luyện thân thể, lấy nhục thân thu nạp linh khí tại kinh mạch huyết cơ bên trong, chuyển hóa làm tiên thiên nội lực, cường gân kiện xương, có thể đem nhục thân khai phát đến cực hạn, kim cương bất hoại, nhục thân không hủy, bất tử bất diệt. Vương Miện mở mắt, tuy nhiên thương thế trên người không có tốt nửa điểm, nhưng ánh mắt lại chấn động vô cùng, lại dẫn hơi mừng rỡ. Hắn nhớ tới đến một bản truyền thuyết, cái kia chính là tại tiên đạo tổ sư khai sáng tu tiên lộ trước đó. Vùng vũ trụ này là một cái võ đạo thế giới, đem võ đạo luyện tới đỉnh phong, có thể thân thể thành thánh. Chẳng lẽ cái này thượng cổ luyện thể công pháp, cũng là tiên đạo tổ sư cố ý lựa chọn thời kỳ đó một đạo công pháp truyền cho hắn mà sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, muốn cùng Hàn Phong cùng một chỗ chia sẻ chính mình vui sướng, lại phát hiện cái kia một đạo lan truyền đến Hàn Phong trên thân chùm sáng, cũng không có biến mất. Ngược lại, Hàn Phong nhắm mắt lại, giống như là không hề hay biết đồng dạng, thân thể theo quang mang, thời gian dần trôi qua thư giãn ra, bay lên. Tình cảnh này, sợ ngây người tất cả mọi người, bọn hắn lần thứ nhất biết, tổ tiên quang mang lại còn có thể nâng người bay lên. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 56, Hàn Phong thân thể, thời gian dần trôi qua phi lên. Hắn cảm giác không đến ngoại giới bất kỳ thanh âm gì cùng tràng cảnh, dường như đưa thân vào một phiến thiên địa bên trong, nơi này chỉ có chính hắn. Một đạo uy nghiêm lại giọng ôn hòa truyền đến. Xem ngươi tiên thiên phong linh căn, vừa xứng với phong thuộc tính thần thông công pháp, ban cho ngươi công pháp thần thông Tốn Tự Quyết ban đầu phần. Một đạo hoàn thiện lại bề bộn công pháp, trong nháy mắt tràn ngập Hàn Phong não hải. Đây chính là cầu nguyện sao? Nghe đồn cầu nguyện có thể thu hoạch được thần thông công pháp, hoặc là tăng trưởng tu vi loại hình, nguyên lai là thật. Bất quá cái này Tốn Tự Quyết, đến cùng là thần thông vẫn là công pháp à? Công pháp là phương pháp tu hành, thần thông là kỹ năng, hoặc phòng ngự hoặc công kích hoặc phụ trợ cái gì, không phải nhất mã sự tình à lão tổ. Đương nhiên, Hàn Phong không biết dùng chính mình không quan trọng kiến thức đi nghi vấn lão tổ. Thế mà, âm thanh kia vẫn chưa xong, nói tiếp, xem ngươi nắm giữ bản tôn huyết mạch, vì bản tôn trực hệ huyết mạch đời sau, riêng vì ngươi giác tỉnh huyết mạch, ban cho ngươi tiên thiên phong thể. Hai tử, thật tốt tu hành, đem phong chi nhất đạo, tu luyện tới cực hạn. Tổ tiên lời ít mà ý nhiều, sau cùng còn tăng thêm một câu căn dặn. Ngay sau đó, Hàn Phong cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, mỗi một tấc máu thịt ra thịt đều tại mãnh liệt la lên đau đớn hai chữ, giống như là tại bị ngàn đao bầm thây đồng dạng. Là cái này, giác tỉnh huyết mạch sao? Thế nhưng là lão tổ tông vì sao lại nói, ta có huyết mạch của hắn? Hinh tổ, chúc phúc hinh tổ, ngài có ở đây không? Đệ tử có việc không hiểu. Lúc này, Hàn Phong vẫn như cũ không cách nào khống chế chính mình thân thể, trong lòng có không hiểu, chỉ có thể xin giúp đỡ cái kia cho hắn chúc phúc hinh tổ. Rốt cục, trong đầu truyền đến âm thanh quen thuộc kia, cái kia đạo giống như là 15-16 tuổi tiểu nữ hài giống như thanh âm. Ta tại, hinh tổ thanh âm vẫn là như vậy êm tai, nhưng ngữ khí lạnh lùng như cũ. Vừa mới những thứ này, ngài đều thấy được sao? Ngài có thể nghe được hay không lão tổ tông đối lời nói của ta? Thấy được, ngươi đang nghi ngờ cái gì? Hai chuyện, cái kia Tốn Tự Quyết là cái gì? Nghe không có chút nào bá khí à? Càng là đơn giản tên, tên bao hàm càng nhiều, liền càng lợi hại. Ngươi khả năng không biết, Hàn Tiên Tôn là lấy bát quái chi thuật, minh ngộ vũ trụ trí cao pháp tắc. Bát quái 8 cái quái vị, đại biểu cho 8 đại vũ trụ trí cao cơ sở bản nguyên, là cường đại nhất lợi hại nhất công pháp. Hết thảy công pháp thần thông đều là dựa vào bát quái loại kia thuộc tính kéo dài diễn sinh mà đến. Mà Tốn Tự Quyết là vũ trụ trí cao quy tắc một trong, ngươi tu hành Tốn Tự Quyết về sau, đem sẽ có được Tốn Tự Quyết bổ sung cơ sở thần thông, có thể tu hành tiến dài. Nhưng ngươi lấy được chỉ là ban đầu phần, tiên đạo trở xuống khả năng Hàn Tiên Tôn cho rằng ngươi còn chưa có tư cách lấy được hoàn chỉnh Tốn Tự Quyết đi. Cái kia nếu như ta đem cái này Tốn Tự Quyết đưa cho đạo lữ, đạt được 10 lần trả về. Trả về lại là hoàn chỉnh Tốn Tự Quyết sao? Hàn Phong lập tức bắt lấy lỗ thủng. Cái kia hinh tổ thanh âm trầm mặc một lát sau, rốt cục chuyển đến. Trên lý luận, ngươi bây giờ muốn hoàn chỉnh Tốn Tự Quyết cũng vô dụng, nhưng quy củ là ta định, ta cũng phải tuân thủ, ngươi đem đưa cho đạo lữ, ta là ngươi trả về bản đầy đủ Tốn Tự Quyết. Đa tạ. Hàn Phong cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, hỏi tiếp. Vấn đề thứ hai, tổ tiên nói ta có huyết mạch của hắn, đây là có chuyện gì? Bởi vì ngươi chính là Hàn Tiên Tôn hậu nhân à, hắn họ Hàn, ngươi cũng họ Hàn, cái này có gì có thể kỳ quái? Có thể ta có lợi hại như vậy tổ tiên, vì cái gì ta vẫn là một cái nông hộ nhà hài tử? Cái kia ngươi cũng đã biết, Hàn Tiên Tôn đã là trên ức năm trước người. Hơn ức năm, hắn đời sau sinh đẻ đời sau, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Hắn hậu thế tử tôn, đã sớm trải rộng cửu giới, bất kỳ một cái nào Hàn thị tử tôn, cũng có thể là Hàn Tiên Tôn hậu nhân. Khác nhau ở chỗ, phải chăng có thể giác tỉnh Hàn Tiên Tôn huyết mạch? Cái kia ta hiện tại là giác tỉnh à? Dù sao cũng là lão tổ tông chúc phúc tự mình cho ta thức tỉnh. Đúng vậy, giác tỉnh Hàn Tiên Tôn huyết mạch về sau, chỗ tốt là chiến lực tăng vọt, huyết mạch là cao quý nhất, áp chế tất cả nhân tộc, yêu thú huyết mạch, tu hành tốc độ nhanh, tư chất biến đến càng tốt hơn chờ một chút, được ích lợi vô cùng. Chỗ xấu là, người khác biết ngươi giác tỉnh Hàn Tiên Tôn huyết mạch, sẽ có vô số đại năng giả, đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, cướp đoạt ngươi nhục thân, huyết dịch, dù sao huyết mạch của ngươi, đối với bọn hắn mà nói, viễn siêu hết thảy linh đan diệu dược. Nói như vậy, ta còn rất nguy hiểm rồi. Cái kia quyết không thể để bất luận kẻ nào biết ta huyết mạch sự kiện này. Đúng rồi, hinh tổ, cái kia ta hiện tại giác tỉnh huyết mạch, có phải hay không liền có thể chính mình tu hành? Không thể, ngươi chỉ là thu được tiên thiên phong thể, giác tỉnh tổ tiên huyết mạch, không đại biểu ngươi có thể tu hành, ngươi vẫn như cũ là không thể chính mình tu luyện tăng lên cảnh giới, phế vật. Ngạch, cái này hai chữ cuối cùng, đại khái có thể không thêm. Hàn Phong nghĩ, chính mình xác suất lớn về sau, vẫn là sẽ tiếp lấy nằm ngửa. Dù sao cũng không thể tu luyện, không nằm ngửa còn có thể làm gì. Tiếp lấy trồng chút hoa thảo, phơi nắng, nhìn chằm chằm điểm Diệp Long Uyên liền tốt. Thật tốt, lại có thể nằm ngửa. Hàn Phong nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lập tức con mắt to sáng, trái tim đập mạnh, hỏi. Hinh tổ, ta trước đó hỏi ngài tại sao phải giúp ta, ngài nói ta quen thuộc người chi tư, lại có cho nên người huyết mạch. Hiện tại, ta thức tỉnh Hàn Tiên Tôn huyết mạch. Như vậy ngài vị cố nhân kia, có phải hay không cũng là Hàn Tiên Tôn đâu? Hàn Phong trái tim nhanh chóng nhảy lên, nếu là cái này hinh tổ thật nhận biết Hàn Tiên Tôn. Vậy đã nói rõ nàng và Hàn Tiên Tôn là một thời kỳ người, có thể sống hơn 1 ức năm, thỏa đại lão à. Nhưng hinh tổ bên kia, trầm mặc rất lâu, ngay tại Hàn Phong coi là đối phương đã bên dưới thời điểm, hinh tổ mới lên tiếng. Ngươi bây giờ, không cần biết nhiều như vậy, chúng ta cấp độ này sự tình, còn không phải ngươi bây giờ có tư cách biết đến, chỉ làm cho ngươi mang đến tai họa. Địch nhân ở khắp mọi nơi, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nhớ kỹ, không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên huyết mạch của ngươi, không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên ta. Tiểu Hồ Ly biết coi như xong, nhưng không muốn lại để bất luận kẻ nào biết, nếu không ngươi chết không nên trách bất luận kẻ nào. Còn có, đối xử tử tế Tiểu Hồ Ly. Hinh tổ nói dứt lời, thanh âm kia liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này Hàn Phong biết, đối phương triệt để bên dưới. Hàn Phong không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng nhận lấy huyết mạch giác tỉnh cùng thân thể cải biến. Mà ngoại giới lại đã sớm vỡ tổ. Ta dựa vào, ta nhìn hồi lâu, còn muốn chờ tới khi nào à? Chuyện gì xảy ra? Người khác chúc phúc đều là 3 giây xong việc, Hàn Phong cái này đều đã 3 canh giờ. Không cần phải đi, có phải hay không chúc phúc xảy ra vấn đề, trước kia thời gian nhiều nhất không phải cũng mới thời gian 1 nén nhang sao? Về sau người kia thành tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng lẽ Hàn Phong lấy được chúc phúc so với chúng ta bất luận kẻ nào đều tốt? Dựa vào cái gì à? Hắn chỉ hiến tế một khối tiên linh tinh à? Có hay không một loại khả năng là Hàn Phong biểu hiện quá tốt rồi đâu? Một người đánh một đám người, còn thắng, bẻ gãy nghiền nát thắng lợi à? Còn có cũng là hắn cùng Vương Miện tình nghĩa, cảm động Hàn Tiên Tôn cũng nói không chừng đấy chứ. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 57. Phía ngoài đệ tử ào ào suy đoán, Hàn Phong đến tột cùng là bởi vì cái gì mới có thể được ban cho phúc thời gian lâu như vậy. Cái gì cũng nói, có người nói là bởi vì Hàn Phong một người độc chiến chúng bọn chuột nhắt không rơi vào thế hạ phong, để tiên đạo tổ sư gia yêu ái. Có người nói hắn cùng Vương Miện cảm tình cảm động tổ sư gia. Cũng có người nói hắn cùng tổ sư gia đều họ Hàn, cho nên tổ sư gia ngoài định mức chiếu cố hắn. Cũng có người nói hắn cùng tổ sư gia đều họ Hàn, cho nên tổ sư gia ngoài định mức chiếu cố hắn. Sau cùng cái suy đoán này đại gia khịt mũi coi thường, dù sao họ Hàn thì thôi đi, cũng không phải cái gì hi hữu tính. Âm Dương Tông bên trong vừa nắm một bó to, trước kia làm sao không gặp hữu tính Hàn bị ngoài định mức chiếu cố. Thật tình không biết, cái này điều kỳ quái nhất đáp án mới là tiếp cận nhất câu trả lời chính xác. Bất kể thế nào suy đoán, mọi người ào ào đều kết luận, Hàn Phong là đạt được đại cơ duyên. Mọi người đều rất chờ mong, Hàn Phong sau khi kết thúc, có thể nói cho đại gia hắn đạt được bọn hắn. Rốt cục, lại qua một cái canh giờ, Hàn Phong trên thân nhói nhói cảm giác mới dần dần biến mất, thay vào đó là cực hạn dễ chịu. Cũng không có nhiều dễ chịu, cũng là phổ thông trạng thái mà thôi, nhưng đối với chịu đủ 4 canh giờ tàn phá Hàn Phong tới nói, loại này phổ thông trạng thái đã là cực hạn hưởng thụ lấy. Hắn cảm giác thân thể so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều, đối ở giữa thiên địa phong nguyên tố cũng càng thêm phù hợp. Cho dù là bên người có người nói chuyện lúc, hô hấp sinh ra yếu ớt gió, hắn cũng có thể cảm nhận được. Đồng thời hắn còn có thể đầy đủ khống chế một số gió lực lượng. Đây chính là tiên thiên phong thể sao? Thật giỏi. Hàn Phong tỉnh lại, cái kia một màn ánh sáng cũng biến mất theo, thân hình của hắn hướng về phía dưới vật rơi tự do. Muốn đụng tới mặt đất thời điểm, Hàn Phong vững vàng rơi trên mặt đất. Hàn Phong, ngươi cuối cùng kết thúc, mọi người chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Khương Tô Nhu nhíu mày nói ra. Một bên Khương gia đệ tử lập tức nói ra, ai, lời không thể nói lung tung à, chúng ta cũng không có lo lắng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Ha 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 ha. Mọi người cười ha ha, Khương Tô Nhu lần nữa đỏ mặt. Vương Miện bị người vịn, đi vào Hàn Phong trước mặt nói ra, ai, Phong tử, ngươi đạt được cái gì? Ta và ngươi nói, ta lần này thế nhưng là... Im miệng, ra sau này hãy nói. Hàn Phong quát nói. Vương Miện lập tức ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Nhiều người ở đây miệng tạp, Hàn Phong không muốn nói quá nhiều. Đúng rồi, Trương Tú đâu? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Tại sau khi đi vào, Vương Miện hẳn là cùng Trương Tú một mực tại cùng nhau, hiện tại chỉ nhìn thấy Vương Miện, không nhìn thấy Trương Tú, Hàn Phong lúc này mới nghĩ tới. Vương Miện lắc đầu cau mày nói, không biết à, trước đó ta cùng nàng một mực tại tìm kiếm tiên linh tinh, Diệp Long Uyên dẫn người xuất hiện về sau, liền trực tiếp đem ta bắt đi. Ta cùng Trương Tú cũng không có truyền âm ngọc giản, đoán chừng nàng bây giờ còn đang tìm ta đi. Nói cái gì đến cái gì? Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đạo ngự kiếm thân ảnh, hô to Vương Miện. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một mặt lo lắng Trương Tú, chính ngự kiếm phi hành chậm rãi hướng bên này bay lên đây. Trương Tú chỉ là luyện khí kỳ 5 tầng, bay rất chậm. Ta ở chỗ này đây. Vương Miện hướng về Trương Tú khua tay nói. Trương Tú rốt cục bay tới, nhìn lấy Vương Miện cái kia vết thương chằng chịt dáng vẻ, lập tức liền ướt hốc mắt, khóc nói ra, làm sao lại biến đến thảm như vậy? Có phải hay không Diệp ra những cái kia vương bát đản đem ngươi thương tổn? Đan điền làm sao đều nát à? Đi, chúng ta nhanh đi ra ngoài liệu thương đi. Vương Miện nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói ra, cái này trên cơ bản không có gì hy vọng khôi phục, xin lỗi a Trương Tú, trước kia nói cho ngươi, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ bạch đầu giai lão, không có cách nào thực hiện. Ta có lỗi với ngươi. Ngươi nói gì vậy, nhất nhật phu thê, bách nhật ân, tuy nhiên chúng ta mới quen biết không đến 1 tháng, nhưng cũng là tông môn nhận chứng đạo lữ. Ngươi liền xem như phế đi, còn có ta đây, ta có thể chiếu cố ngươi, ta không sợ, ta bảo vệ ngươi, ta dưỡng ngươi hả? Trương Tú. Vương Miện cảm động không thôi. Người bên cạnh hâm mộ ghê gớm, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, nhưng nghịch cảnh gặp chân tình, hai người bọn hắn mới 18 tuổi, nhận biết thời gian cũng không dài. Nhưng lại có như thế cảm tình sâu đậm, tại trung thân tu hành vô vọng về sau, Trương Tú còn đối đạo lữ không rời không bỏ, quả thực là tiện sát người khác à. Vương Miện, ta không thể bảo vệ tốt ngươi, ngươi bị bắt đi về sau, ta một mực tại tìm ngươi khắp nơi, tại Nam Bộ trên dãy núi. Ta gặp một sư tỷ, nàng nói Diệp Long Uyên tại tổ sư ra điêu hướng bên này cùng Hàn Phong đánh nhau, ta thì tranh thủ thời gian đến đây. Ta bay quá chậm, bay mấy canh giờ mới đi tới nơi này, có thể ta vẫn là tới chậm. Nhìn lấy ô thút thít Trương Tú, Vương Miện vươn tay xoa xoa nước mắt của nàng, cười nói, không có việc gì, Hàn Phong đã báo thù cho ta, hắn làm phế đi mấy cái người Diệp ra đây. Không nói, ngươi nhanh đi cầu nguyện đi, cầu nguyện xong, chúng ta thì ra ngoài, nơi này cho dù tốt, cũng không có chính chúng ta nhà tốt. Tốt, ngươi chờ ta à? Trương Tú nhẹ gật đầu, cầm ra bản thân tìm tới 2 khối tiên linh tinh, quỳ bái hiến tế. Một đạo lưu quang xuất hiện, tiến vào Trương Tú mi tâm, 3 giây sau biến mất. Nhanh như vậy? Hàn Phong kinh ngạc nói. Vương Miện mắt trợn trắng nói, đại ca, từ xưa đến nay có thể chúc phúc 4 canh giờ, chỉ một mình ngươi tốt à? Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Hàn Phong tự mình cõng lên Vương Miện. Khương gia tất cả mọi người cùng Hàn Phong 3 người, cùng một chỗ hô to lui ra, truyền tống màn sáng đem bọn hắn toàn bộ mang ra ngoài. Trước mặt bọn hắn trở nên hoảng hốt, trang cảnh biến hóa, Hàn Phong nhìn ra đến bên ngoài cái kia mấy chục vạn quan chiến đệ tử trưởng lão nhóm, cũng nhìn thấy giữa không trung nhìn về phía trưởng môn của bọn hắn cùng các phong trưởng tọa. Hàn Phong, Hàn Phong, Hàn Phong. Phía dưới các đệ tử cùng kêu lên hò hét hoan hô, vì Hàn Phong cố lên. Vừa đến, Hàn Phong biểu hiện thật sự là quá nghịch thiên, mặc kệ là chiến đấu vẫn là cầu phúc. Thứ hai, là bởi vì Hàn Phong là không có bối cảnh phổ thông đệ tử, càng thêm có thể gây nên phổ thông đệ tử cộng minh. Hiện tại Hàn Phong, quả thực cũng là phổ thông đệ tử phản kháng đại tộc lấn ép gương mẫu. Hàn Phong thấy cảnh này về sau, kinh hãi không thôi, không hiểu những người này vì cái gì cũng cao hơn hô tên của hắn. Trưởng môn đi ra, đầu tiên là quát bảo ngưng lại các đệ tử gieo hò, sau đó, trên mặt mang mỉm cười hiền hòa, đối Hàn Phong nói ra, Hàn Phong, không cần kinh ngạc, bởi vì ngươi tại bí cảnh bên trong làm những chuyện kia, nói những lời kia, để các đệ tử đối ngươi lau mắt mà nhìn, hiện tại, ngươi tại chúng ta trong tông môn, có thể là mọi người đều biết tồn tại à? Cái gì? Ta ở bên trong nói lời, bên ngoài có thể nghe thấy. Hàn Phong kinh hãi, hắn vẫn cho là người bên ngoài nghe không được người ở bên trong nói chuyện đây. Cho nên mới cùng Tiểu Hồ Ly không chút kiêng kỵ nói chính mình Phong thuộc tính thiên linh căn bí mật nhỏ. Đương nhiên có thể à, ngươi không biết sao? Trưởng môn kinh ngạc nói. Không biết à, ngài cũng không nói à? Phía dưới đệ tử cười vang. Hàn Phong tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút mình tại bí cảnh bên trong nói lời, còn tốt không có cái gì xấu hổ tự kỷ lời nói, nếu không mình đến xã chết đến không có cách nào gặp người. Thật là mất mặt à. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 58, trưởng môn phất tay, nói ra, tốt, đều không muốn bay trên trời lấy, đều theo lão phu đến đại điện bên trong tới. Trưởng môn mang theo chúng trưởng tọa, hướng về pho tượng phía sau Âm Dương Tông chủ điện bay đi. Trưởng môn hạ lệnh, Hàn Phong không dám không nghe theo, hắn cõng Vương Miện, cùng Trương Tú, Khương Tô Nhu cùng một chỗ hướng về đại điện bay đi, Khương gia các đệ tử đi tìm gia tộc bọn họ chỗ khu vực. Âm Dương Tông đại điện là thương nghị đại sự, tiếp đãi khách bên ngoài người địa phương, kiến tạo cực kỳ rộng lớn hoa lệ. Hàn Phong cảm thấy so hoàng cung đại điện đều lớn hơn, tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua hoàng cung. Đến trong đại điện về sau, chúng trưởng tọa ngồi xuống, trưởng môn khoát tay áo, nói ra, cho đệ tử Vương Miện chuyển cái ghế dựa tới. Ngoài cửa người hầu lập tức rời cái ghế tới, Hàn Phong để Vương Miện ngồi xuống phía trên, sau đó lập tức hỏi, trưởng môn, ngài có thể không thể hỗ trợ nhìn xem Vương Miện thương thế còn có hy vọng khôi phục sao? Trưởng môn lắc đầu nói ra, nếu là còn có thể cứu, ngươi Hàn Phong vì cái gì còn muốn đi phế bỏ đệ tử khác đan điền đâu? Ngụ ý là Hàn Phong không phải liền là nhìn lấy phế bỏ đan điền không thể khôi phục mới đối những đệ tử kia ra tay độc ác sao? Hàn Phong minh bạch đối phương ý tứ, Vương Miện thân thể là thật không cứu nổi. Có lẽ trên đời này thật sự có loại kia cứu người chết sống lại, có thể vô điều kiện khôi phục hết thảy thương thế linh đan diệu dược, nhưng cũng không phải hắn Hàn Phong có thể lấy được, thậm chí ngay cả toàn bộ Âm Dương Tông đều không có. Một bên chấp pháp đường đường chủ Thiết Luyện trưởng lão lạnh mặt nói, theo sau lần này tế tổ đại điển muốn thêm một cái nữa quy định, không chỉ có không thể giết người, cũng không thể đem người phế bỏ. Trước kia không ai xuất thủ tàn nhẫn như vậy qua, cũng không có điều quy định này. Lần này Diệp Long Uyên cùng Hàn Phong lên một cái không tốt đầu, dựa theo quy củ, bọn hắn không có làm trái, cho nên không cho xử phạt. Nhưng về sau, không thể lại làm như vậy, nếu là người người đều như bọn hắn hai người như thế, chúng ta hàng năm muốn phế rơi bao nhiêu hạt giống tốt à? Chúng trưởng tọa gật đầu, biểu thị cái này một hạng quyết nghị có thể thông qua. Đón lấy, Thiết Luyện trưởng lão vừa nhìn về phía Hàn Phong, nói ra, đến mức ngươi, Hàn Phong, bản tọa có hai chuyện muốn cùng ngươi nói. Đệ nhất, Diệp gia ám sát ngươi một án, chúng ta chấp pháp đường sẽ hoàn toàn tra tới cùng, trả lại ngươi một cái công đạo. Ngày sau, nếu là lại có người đi ám sát ngươi, ngươi có thể kêu gọi chấp pháp đường giúp đỡ. Nếu như ngươi đơn độc có thể chiến thắng, nhớ đến không nên giết rơi thích khách, đưa đến chấp pháp đường đến. Lão phu tự mình siêu hồn, cũng muốn xuất ra chứng cứ, đến trừng trị Diệp gia, tuyệt sẽ không cô tức dưỡng gian. Hàn Phong tâm lý ấm áp, ôm trưởng nói ra. Thiết Luyện trưởng lão công chính nghiêm minh danh tiếng, đệ tử sớm có nghe nói, cực kỳ kính nể, cũng tin tưởng trưởng lão hội cho đệ tử một cái công đạo. Chuyện thứ hai, bản tọa xem ngươi thủ đoạn độc ác, lại cực trọng tình nghĩa, trong lòng có chính khí, tư chất cũng tốt. Bản tọa nguyện thu ngươi làm đồ, tiếp nhận ngươi tiến vào chấp pháp đường, trở thành chấp pháp đường đệ tử, theo lẽ công bằng phá án, chấp pháp nghiêm minh. Thiết Luyện trưởng lão lời còn chưa nói hết, một bên liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Lạc Hà Phong trưởng tọa Tư Ngọc, cái ghế bên tay phải tay vịn đã vỡ vụn. Tư Ngọc trưởng tọa ánh mắt băng lãnh, vươn tay, đem trong tay gỗ vụn mảnh vứt xuống mặt đất, chậm rãi nói ra, cái này trong đại sảnh cái ghế cũng quá không bền chắc, cái kia thay mới. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, nhìn lấy bá khí lẫm liệt Tư Ngọc, vậy mà không có một cái nào trưởng tọa đứng ra phát ra tiếng. Trưởng môn cười cười xấu hổ, nói ra, Thiết trưởng lão à, Hàn Phong dù sao cũng là Lạc Hà Phong đệ tử, ngươi cái này muốn đào người, cũng phải trước hỏi qua nhân gia Tư Ngọc trưởng tọa không phải sao? Thiết Luyện trưởng lão đứng người lên, nổi giận nói, ta vì sao muốn hỏi nàng, mỗi một người đệ tử đều có tự mình lựa chọn sư phụ quyền lực. Sư phụ cũng có lựa chọn đệ tử quyền lực, chỉ có song phương đều gật đầu, sư đồ quan hệ mới tính thành lập. Chẳng lẽ các phong đệ tử đều muốn bái trưởng tọa vi sư, cái kia ta chấp pháp đường còn có chiêu hay không đệ tử? Hàn Phong giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là chính mình ngọn núi trưởng tọa, nhìn đến Thiết Luyện trưởng lão muốn thu chính mình làm đồ đệ, tức giận à. Cũng khó trách, chính mình biểu hiện ra tư chất cùng chiến lực, quả thật không tệ, các đại lão muốn thu đồ cũng là nên. Chỉ là nhìn bộ dạng này, vị này trưởng tọa, tinh khí giống như không tốt lắm à. Trưởng môn khoát tay áo nói ra, ngồi xuống trước, cả cái tông môn bên trong là thuộc hai người tinh khí nóng nảy nhất, đương nhiên, các ngươi đều có tư cách thu đồ, cái khác trưởng tọa cũng có tư cách thu đồ. Bản tọa hiện tại hỏi một chút, ai nguyện ý thu Hàn Phong làm đồ đệ à? Chúng trưởng tọa nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang muốn nhấc tay thời điểm, Tư Ngọc trưởng tọa bỗng nhiên trong lỗ mũi phát ra một thanh âm. Đạo này mang theo ý uy hiếp thanh âm, bị hù cái khác trưởng tọa cũng không dám giơ tay. Hàn Phong kinh hãi, chính mình trưởng tọa như thế bá khí sao? Cái này nhìn lấy lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp đại tỷ tỷ, lợi hại như vậy sao? Hư lạnh một tiếng, dọa đến cả cái tông môn trưởng tọa cũng không dám mở miệng nói rồi. Thỏa bắp đùi à? Lúc này không ôm, chờ đến khi nào? Thiết Luyện trưởng lão cau mày nói, Tư Ngọc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không thu, còn không cho người khác thu sao? Tư Ngọc trưởng tọa dưới khăn che mặt, môi son hé mở, lạnh lùng nói ra, ta có nói không thu sao? Ta cũng không nói không cho phép các ngươi đoạt à? Ngươi bộ dáng này, ai dám đoạt? Trách ta rồi. Ngươi hừ, khó mà phụ nhân đồng mưu. Răng rắc, Tư Ngọc trưởng tọa bên tay trái tay vịn cũng bể nát. Nàng đứng người lên, chậm rãi nói ra, thu cùng không thu là ta quyết định, ta thu đồ yêu cầu rất nghiêm khắc, tư chất kém tuyệt đối không được. Cái này Hàn Phong chính mình nói chính mình là phong thuộc tính thiên linh căn, bản tọa còn không có tự mình kiểm tra, làm sao có thể vọng có kết luận. Nói dứt lời về sau, Tư Ngọc trưởng tọa hướng về Hàn Phong bá khí khoát tay áo. Hàn Phong vội vàng hấp tấp chạy tới. Này nương môn tính khí không tốt, ngàn vạn không thể gây. Đứng thẳng, không nên động. Tư Vũ trưởng tọa đầu tiên là duỗi ra cái kia như bạch ngọc không tì vết thiên tay ngọc, bỏ vào Hàn Phong sau trên cổ, sờ lên, sau đó lại bỏ vào Hàn Phong trên đan điền, đưa vào linh khí, buông ra thần thức dò xét. Một lát sau, Tư Ngọc trưởng tọa nói ra, đúng là phong thuộc tính thiên linh căn, lại nhục thân cường độ rất cao, khí huyết hùng hậu, huyết mạch phía trên cũng có được một số hoạt tính đặc thù linh động, còn không biết là cái gì huyết mạch, nhưng phải rất khá. Ân, vẫn là xử nữ. Hàn Phong sạm mặt lại, một câu nói sau cùng này thị phi nói không thể sao. Tư Ngọc trưởng tọa nhìn về phía Hàn Phong, răng giặc nói ra, trước đó, đồ nhi ta Khương Tô Nhu lựa chọn ngươi thời điểm, ta còn có chút không hiểu, nhưng cũng lười quản, hiện tại xem ra, ngươi xác thực có thể, xứng với nàng ánh mắt không tệ. Khương Tô Nhu khuôn mặt ửng đỏ, nàng có cái rắm ánh mắt à, nàng chọn Hàn Phong hoàn toàn là bởi vì lúc ấy không được chọn. Thì thừa một con chó cùng một cái Hàn Phong, nàng cũng không thể chọn một con chó đi. Bất quá bây giờ xem ra, còn giống như thật sự là nhặt được bảo à. Cái này Hàn Phong, biểu hiện xác thực còn có thể. Kỳ quái, hắn cùng Diệp Long Uyên một dạng tư chất đều rất tốt, đều có thể cho ta áp lực, ta vì cái gì không ghét hắn đâu. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 59, trưởng môn hỏi, cái kia đã Hàn Phong tư chất không tệ, ngươi có thể nguyện thu hắn làm đệ tử sao? Tư Ngọc trưởng tọa nhìn về phía Hàn Phong, lạnh lùng nói ra, Hàn Phong, ngươi có thể nguyện bái bản tọa vi sư. Thế mà, không đợi Hàn Phong trả lời, Thiết Luyện trưởng lão liền nói ra, Hàn Phong, bản tọa cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngươi nghĩ kỹ, tại chúng ta chấp pháp đường, có rất nhiều cơ hội lập công, cũng có thể làm nhiệm vụ đổi lấy cống hiến, tại trong tông môn, cống hiến công lao là có thể đổi lấy tài nguyên. Theo lão phu, có được đồ vật, nhưng muốn so Tư Ngọc trưởng tọa nhiều đây. Nghe vậy, Hàn Phong nhìn về phía Tư Ngọc trưởng tọa. Nhân gia đều ra giá, ngài không cũng nói một chút chính mình chỗ tốt, đến để cho ta lựa chọn một chút sao. Loại này có thể lựa chọn cảm giác thực tốt, không giống tháng trước xem mắt đại hội. Trưởng lão kia chỉ tái diễn hỏi Khương Tô Nhu có nguyện ý hay không, lại không cho hắn lần thứ hai nói có nguyện ý hay không cơ hội. Tư Ngọc lạnh lùng nhìn Hàn Phong liếc một chút, nói ra, ngươi nhìn ta làm gì, chờ lấy ta cho ngươi cố tình nâng giá sao. Tại ta nơi đó, ngoại trừ ngẫu nhiên chỉ đạo tu luyện bên ngoài, cái khác cơ bản không có chuyện gì. Lấy ngươi cùng Nhu Nhi tư chất, muốn đến không được bao lâu, thì có thể đột phá trúc cơ, đến lúc đó các ngươi hai cái thiên linh căn đệ tử có thể thành vì bản tọa thân truyền đệ tử. Ngoại trừ ngẫu nhiên chỉ đạo bên ngoài, các ngươi tuyệt đại đa số đều là mình tu hành, không có chuyện gì có thể làm. Không có chuyện gì có thể làm. Cái này tốt, có thể nằm ngửa à? Đến mức Thiết Luyện nói những cái kia tài nguyên cái gì, hắn muốn tới có tác dụng quái gì à, lại không thể chính mình tu luyện. Chính mình có thể hay không tăng lên toàn bộ nhờ Khương Tô Nhu, mà nhân ra Khương Tô Nhu lưng tựa Khương gia, cũng không kém cái kia điểm tư nguyên. Hàn Phong con mắt to sáng, càng ngày càng cảm thấy Tư Ngọc trưởng tọa thuận mắt. Nhưng trực tiếp cự tuyệt Thiết Luyện trưởng lão, để người ta đắc tội cũng không tiện, vẫn là đến cho người ta một cái hạ bậc thang. Sau đó, Hàn Phong hỏi, Thiết Luyện trưởng lão, đệ tử muốn hỏi một chút, thêm vào chấp pháp đường về sau, có phải hay không đến mỗi ngày làm việc à? Đó là tự nhiên, chúng ta chấp pháp đường đệ tử, mỗi một cái đều muốn thường xuyên ra ngoài tuần tra, ngăn lại ẩu đả chờ vi pháp loạn kỷ sự kiện, đây là mỗi một cái chấp pháp đường đệ tử nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Hàn Phong nhẹ gật đầu, ôm trưởng nói, như vậy đa tạ Thiết trưởng lão yêu mến, chỉ là đệ tử lười biếng quen rồi, chỉ thích trùng dược thảo phơi nắng lười nhác thời gian. Nếu là mỗi ngày đều muốn chế tác, sợ là khó có thể chịu đựng, mà lại đệ tử bản lĩnh thấp, thật sự là hữu tâm vô lực. Đệ tử thân là Lạc Hà Phong đệ tử, đối với mình nhà trưởng tọa vẫn là tình cảm thâm hậu, mà lại đệ tử đạo lữ cũng là Tư Ngọc trưởng tọa đồ đệ, đệ tử muốn bồi tiếp đạo lữ, cùng một chỗ bái sư. Vạn mong Thiết trưởng lão thứ tội. Hàn Phong nói rất thành khẩn, mọi người cũng đều lý giải, ào ào gật đầu. Thế mà, mọi thứ tổng có ngoài ý muốn. Chỉ thấy Hàn Phong trong ngực trên bờ vai tiểu hồ ly bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ, nói rất chân thành. Hắn nói bậy, hắn cũng là xem người ta nghĩ Ngọc tỷ tỷ lớn lên đẹp mắt, mới lựa chọn nàng. Mọi người trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong. Thì liền một bên Khương Tô Nhu đều hướng về Hàn Phong híp mắt lại, trong mắt xuất hiện nguy hiểm quang mang. Hàn Phong tức hổn hển, cầm lấy tiểu hồ ly liền hướng trong bao quần áo nhét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái nào đều có ngươi, ngươi câm miệng cho ta, không cần loạn bịa đặt." Tiểu Tô Nhục tỷ tỷ, hắn khi dễ ta, Hàn Phong khi dễ ta. Tiểu hồ ly liên thanh cầu cứu. Khương Tô Nhu một tay lấy bao phục kéo qua đến, đem tiểu hồ ly lấy ra ôm vào trong ngực, chừng Hàn Phong liếc một chút, không cho ngươi khi dễ nó. Thiết Luyện trưởng lão hiếm thấy nhịn không được cười lên, nói ra, đúng vậy à, bản tọa xác thực nói không có nhân gia Tư Ngọc trưởng tọa sinh mỹ mạo, không có cách nào hấp dẫn tuổi trẻ đệ tử à. Ngươi lão già này, còn chấp pháp đường đường chủ đâu, tái tạo giao bản tọa xé nát miệng của ngươi. Tư Ngọc lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đối Hàn Phong nói ra, tốt, ngươi đã lựa chọn ta làm sư phụ của ngươi, cái kia thì không có chuyện gì, sau khi trở về, trước đi công việc thủ tục, trở thành ngoại môn đệ tử, lựa chọn một cái chỗ ở, thu xếp tốt về sau, có thể đi Lạc Hà Phong đỉnh phong tìm ta, vi sư đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, về sau an tâm tu hành là đủ. Đa tạ sư tôn. Hàn Phong ôm trưởng cúi đầu. Nói dứt lời, Tư Ngọc liền tự mình rời đi. Trưởng môn nói ra, tốt, các ngươi cũng trở về đi, tế tổ đại điển lại có một ngày thì kết thúc, chúng ta những lão gia hỏa này còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm điểm. Trưởng môn, các vị trưởng tọa, Thiết trưởng lão, đệ tử bọn người cáo từ. Rời đi đại điện về sau, liền tại trước điện gặp phải Khương gia người. Đáng tiếc, Hàn Phong chỉ nhận biết Khương Hoài Dương. Cha, mẹ, các người đã tới. Khương Tô Nhu mở miệng chào hỏi. Hàn Phong lúc này mới nghiêm túc nhìn qua, đây chính là cha vợ cùng mẹ vợ sao. Như vậy còn lại vị kia nhìn lấy thì rất cợt nhả còn không giống người tốt, hẳn là chị vợ đi. Khương Tô Nhu giới thiệu nói, Hàn Phong, vị này là cha ta Khương Khánh Tôn, vị này là mẫu thân của ta Lý Thấm, vị này là ta ca, ngươi cũng nhận biết, cái này nhìn lấy không giống người tốt là tỷ ta, Khương Nhân Nhân. Ngươi cái này tử ni tử, thì tỷ ngươi ta không giống người tốt đúng không? Khương Nhân Nhân đi qua, muốn bóp Khương Tô Nhu khuôn mặt, bị Khương Tô Nhu mở ra tay của nàng, nhưng là trên mặt mang ý cười, xem ra tỷ muội hai người cảm tình cũng không tệ lắm. Hàn Phong bái kiến bá phụ bá mẫu, bái kiến sư huynh sư tỷ. Hàn Phong còn đeo Vương Miện đâu, chỉ là ôm trưởng chào hỏi. Dù sao bọn hắn chỉ là nói lữ, còn không có thành thân, mà lại tu chân giới cũng cơ hồ không có thành thân cái này nói chuyện, không có quá nhiều phàm tục ở giữa quy củ. Khương Khánh Tôn đi tới, cười ha hả đối Hàn Phong nói ra, Hàn Phong à, lần này ngươi biểu hiện thật rất tốt, để cho chúng ta Khương gia đối ngươi lau mắt mà nhìn à, không nghĩ tới. Chúng ta cái này Lạc Hà Phong phía trên, còn có ngươi dạng này một vị thiên kiêu, có thể nhìn đến ngươi, ta trong lòng hết sức vui mừng. Hàn Phong ôm trưởng nói, tạ bá phụ khích lệ, lần này may mắn mà có Khương gia các huynh đệ tỷ muội, ta mới lấy thành công sống sót. Không, không phải Khương gia giúp ngươi, mà chính là ngươi giúp Khương gia. Khương Khánh Tôn lắc đầu nói, lúc trước xem mắt trên đại hội, nếu là không có ngươi, Nhu Nhi sẽ còn đi chọn người khác, Diệp Long Uyên như cũ sẽ ra tay, bí cảnh bên trong, Khương gia vẫn như cũ sẽ cùng Diệp gia khai chiến. Bởi vì Nhu Nhi mới là sự tình này bởi vì, mà ngươi, là sự tình này quả, có nhân tất có quả, mặc kệ cái này quả là ai, sự kiện này thì nhất định sẽ phát sinh. Mà đổi lại bất cứ người nào, đối mặt Diệp gia dạng này thế công, đều là không chống đối nổi tới. Bởi vì có ngươi, mà lại cũng chỉ có ngươi, mới thành công giải quyết Diệp gia phiền phức, bảo toàn Khương gia đệ tử. Đương nhiên, tuy nói sự kiện này, tất cả đều là bởi vì Nhu Nhi lựa chọn ngươi mà lên, nhưng ta sẽ không đi quái nữ nhi của ta. Bởi vì nữ nhi của ta có lựa chọn chính mình đạo lữ quyền lực, nàng không thích Diệp Long Uyên, ai cũng uy hiếp không được. Nàng cự tuyệt một cái nàng không thích người, nàng cũng không sai. Muốn trách, thì trách cái kia Diệp Long Uyên bụng dạ hẹp hòi, âm hiểm ác độc, thủ đoạn độc ác, không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Muốn trách, cũng trách ta, không có nhanh chóng phát hiện Diệp Long Uyên âm mưu, quái ta đối với ngươi chú ý quá ít. Trước kia phàm là ta có thể tự mình gặp ngươi một lần, cũng sớm liền có thể phát hiện thiên phú của ngươi, tốt làm ra tương ứng sách lược. Bạn chuẩn bị xem anh là một phế vật chỉ ăn. Tập 60. Nhìn đến Khương Tô Nhu phụ thân như thế thông suốt, không có đem sai đẩy đến chính mình hoặc là Khương Tô Nhu trên thân, Hàn Phong cảm giác thật bất ngờ. Hắn cảm giác vị này cha vợ, rõ lý lẽ lại bao che khuyết điểm, có thể làm rõ sai trái, còn sủng ái nữ nhi của mình. Khương Khánh Tôn nói tiếp, tháng trước, ta vẫn luôn ở bên ngoài bận bịu, xử lý tông môn sự vụ, thẳng đến tế tổ đại điển trước một ngày mới trở về, cũng mới biết Nhu Nhi cùng chuyện của ngươi. Vốn nghĩ tế tổ đại điển sắp đến, chờ các ngươi sau khi kết thúc, lại gặp ngươi một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là ở đại điển trước đó nhìn thấy ngươi, có thể phát hiện ngươi thiên phú tư chất dựa theo lực chiến đấu của ngươi, cho ngươi đầy đủ linh bảo linh khí cùng đan dược, ngươi cũng không đến mức đối chiến Diệp Long Uyên thời điểm khổ cực như vậy. Hắn có đan dược, có phòng ngự linh khí, có một đoàn trợ thủ. Khương gia chỉ kiềm chế một bộ phận địch nhân, còn lại còn có rất nhiều đệ tử, cần ngươi đến đối mặt mình. Sự kiện này, chỉ trách ta, không có cho ngươi nhóm chuẩn bị sẵn sàng, khinh thị trận này tế tổ đại điển, cũng coi thường Diệp gia thủ đoạn độc ác cùng vô liêm sỉ. Bá phụ chớ có nói như vậy, những chuyện này đều là bất ngờ, dù sao, người nào cũng không nghĩ ra Diệp gia sẽ ác như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không muốn cùng Diệp gia đánh, chỉ muốn tế tổ hết thì đi ra. Không chỉ là chúng ta, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ tới Diệp gia sẽ làm loại chuyện này à? Hàn Phong giải thích nói. Khương Khánh Tôn nhẹ gật đầu nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng, ta lo lắng trong lòng ngươi có vấn đề, lời nói không rõ, ta nói ra, cái gì cũng tốt. Ngươi làm nhu nhì đạo lữ, ta vốn hẳn nên tự mình gặp ngươi một chút, nhìn ngươi tư chất, phẩm hạnh như thế nào. Nhưng ngươi tại bí cảnh bên trong biểu hiện, để cho ta cho rằng, ta đã không có tất yếu đến tự mình khảo nghiệm ngươi. Ngươi rất tốt, phi thường tốt. Lần này, bởi vì nhu nhì nguyên nhân, cho ngươi thêm phiền toái, ngươi cũng giúp Khương gia thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Về sau có chuyện gì, về trong nhà đến, một mực nói một tiếng, đừng bắt chúng ta làm ngoại nhân là được rồi. Một bên Khương Tô Nhu mẫu thân lườm hắn một cái, nói ra, nhìn ngươi nói, không có chuyện thì không thể về trong nhà tới. Khương gia vĩnh viễn hoan nghênh Hàn Phong. Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, tâm lý ấm áp, nói ra, đa tạ bá phụ bá mẫu. Khương Khánh Tôn nhìn về phía Hàn Phong trên lưng Vương Miện, thở dài, nói ra, cái này hài tử, cũng là cái hảo hài tử à, đáng tiếc bị hại thành dạng này, sau khi trở về, ta sẽ hơi chuẩn bị lễ mọn, cho vị tiểu đạo hữu này đưa đi, biểu thị áy náy. Vương Miện cười nói, không có việc gì, đều việc nhỏ, bá phụ không cần lo lắng. Khương Tô Nhu nói ra, cha mẹ, không có việc gì chúng ta liền đi về trước, bây giờ còn có không ít chuyện phải xử lý đâu, Hàn Phong còn phải đi bái kiến sư tôn đây. Tốt, các ngươi mau trở về đi thôi, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Một hàng bốn người, hướng về Lạc Hà Phong phương hướng bay đi. Một bên bay, Vương Miện còn mắng, ngươi đồ chó hoang Hàn Phong, biết bay không nói sớm, làm hại lão tử đến thời điểm theo ngươi cùng một chỗ leo núi đi một đường. Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Bọn hắn đi tới Lạc Hà Phong ngoại môn đệ tử chỗ, đi tới Trương Tú trong sân nhỏ. Ngoại môn đệ tử khu vực đại bộ phận đều là liên bài phòng, phổ thông đệ tử chỉ có thể ở phổ thông sân nhỏ. Trong nhà có điều kiện, tỉ như Khương Tô Nhu loại này, trong nhà xuất tiền kiến tạo lầu nhỏ. Đi tới Trương Tú chỗ ở về sau, đi vào phòng, đem Vương Miện bỏ vào trên giường nghỉ ngơi. Hàn Phong nói ra, được rồi, cái này không có người ngoài, có lời gì có thể nói thẳng. Ta trước tiên nói. Khương Tô Nhu ôm lấy Tiểu Hồ Ly, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Phong, hỏi, ngươi có phải hay không cần phải trước giải thích một chút, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra đâu? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải một phế nhân sao? Ở đâu ra tu vi? Vương Miện cũng nói, đúng, ta cũng muốn hỏi, ngươi tiểu tử này, 5 năm, ăn ở đều cùng ta cùng một chỗ, chưa từng gặp ngươi nghiêm túc tu luyện qua, ngươi thế nào thì luyện khí đỉnh phong đâu? Hàn Phong cười cười, nói ra, thiên phú dị bẩm à? Vậy ngươi vì cái gì ngụy trang thành phế nhân? Khương Tô Nhu hỏi tiếp. Hàn Phong nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, bởi vì ta không phải ngươi à? Có ý tứ gì? Ngươi là thiên linh căn, tư chất rất tốt, nhưng sau lưng ngươi có đại gia tộc che chở ngươi, không ai dám động tới ngươi. Nhưng ta không có. Ta phải điệu thấp, ta phải bảo vệ tốt chính mình, cây to đón gió à? Hàn Phong lại dùng ra cái kia một bộ lý do thoái thác. Thế nhưng là ngươi hiển lộ tư chất về sau, sẽ khiến nhiều người hơn coi trọng, gây nên trưởng môn trưởng tọa coi trọng, có thể cho ngươi tốt hơn tài nguyên cùng bảo hộ. Ta không muốn nhiều như vậy tài nguyên, ta chỉ muốn an ổn ổn còn sống, chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ đơn giản như vậy. Cường giả vi vương, vinh hoa phú quý, ta không hứng thú, ta chỉ muốn đủ loại hoa, dưỡng thảo, phơi nắng, qua không buồn không lo sinh hoạt. Nếu như ta muốn tài nguyên cái gì, ta vừa mới nên đối cha ngươi nói ta muốn ở rể Khương gia, lấy tư chất của ta, Khương gia khẳng định trọng điểm bồi dưỡng ta. Nhưng ta không muốn. Nghe vậy, Khương Tô Nhu nhìn lấy hắn, một lúc lâu sau, nói ra, nếu như không có lần này sự kiện này, ngươi có phải hay không còn muốn dự định tiếp tục ngụy trang tiếp? Trên thực tế, tại ta vụng trộm rời đi ngươi đi tìm Vương Miện thời điểm, ta còn không có ý định bại lộ thực lực. Chỉ muốn mang theo Vương Miện cầu nguyện về sau, đi ra tiếp tục qua an ổn sinh hoạt. Thẳng đến Tiểu Hồ Ly nói muốn ăn tiên linh tinh, ta mới bại lộ thực lực đến cướp đoạt. Ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Hồ Ly vui vẻ nói ra. Thật nghĩ không thông ngươi là nghĩ như thế nào, không ôm chí lớn. Khương Tô Nhu lườm hắn một cái. Ham nhàn hạ cũng tốt, không ôm chí lớn cũng được, ta chỉ nghĩ tới an ổn sinh hoạt, ta không muốn đi đắc tội người nào, lần này xuất thủ, cũng thật sự là bị Diệp Long Uyên làm cho không có cách nào. Hàn Phong nhìn Khương Tô Nhu liếc một chút, cười nói, ta nếu là quá mức lóa mắt, chẳng phải là đoạt hào quang của ngươi sao? Ta tốt sư tỷ. Ta hiếm có. Khương Tô Nhu cao lạnh nghiêng đầu đi. Ai, ngược lại là có lỗi với Vương Miện à? Hàn Phong ngồi ở một bên, thở dài. Thế mà, Vương Miện lại cười hắc hắc, nói ra, Phong tử, ngươi tin hay không, ta còn có thể tu luyện. Còn có thể tu luyện. Ba người thất kinh, Khương Tô Nhu lập tức nói ra, không có khả năng, đan điền của ngươi đều phế đi, đi đâu chứa đựng linh khí đi. Vương Miện cười đắc ý, nói ra, vậy các ngươi đoán xem, ta tại cầu nguyện bên trong, đạt được cái gì chúc phúc. Ngươi muốn là lại thừa nước đục thả câu, lão tử trước bóp nát ngươi trứng. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, không đùa các ngươi cần phải đều biết, chúng ta mảnh này thế giới, tại tổ sư ra khai sáng tiên đạo trước đó, là một cái võ đạo thế giới à. Cái kia thượng cổ thời đại, thật là đem võ đạo luyện đến đỉnh phong, nghe nói tối cường giả, có thể nhục thân phá toái hư không, sánh vai thánh nhân đây. Tổ sư ra cho ta chúc phúc, cũng là một cuốn thượng cổ luyện thể pháp môn, tên là Bất Tử Kim Cương Quyết. Không cần đan điền, chỉ luyện nhục thân, luyện tới đỉnh phong, nhục thân bất tử bất diệt, cực kỳ cường hãn.